Nương tử nhà ta không thích hợp chương 1323, gọi thanh chu ca ca, một. Tần nhị tiểu thư nói. Ồ. Lạc thanh chu dừng một chút, nhìn về phía tần nhị tiểu thư. Nàng bảo ta cầu nàng. Tần nhị tiểu thư nghe vậy, lập tức cười nói. Thanh chu ca ca, chàng thực ngốc, Mỹ kiêu tỷ đã nói như vậy, đó chính là đáp ứng. Lạc thanh chu nói. Dù sao ta sẽ không cầu nàng tần nhị tiểu thư nói kẻ thanh chu ca ca tại sao phải đối xử với mỹ kiêu tỷ như thế chàng cần làm là phải dỗ dành nàng nữ hài tử đều muốn được dỗ dành mỹ kiêu tỷ cũng không ngoại lệ lạc thanh chu tiếp tục xem địa đồ nói không phải ta không dỗ dành nàng ta là không dám các loại yêu cầu của nàng ấy quá bất hợp lý ta không làm được dừng một chút lại nói lần trước đổ ước các ngươi hùng vốn gạt ta nói cho ta quần áo không có bán đi kết quả mấy ngày nay tiểu điệp bận biệu cũng không có rảnh đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều ngay cả nhạc mẫu đại nhân đều vui không ngậm miệng được cũng không nói loại quần áo kia xấu hổ còn để tiểu điệp nắm chặt thời gian tính toán thiết kế thêm mấy loại đổ ước là nàng thua ta cũng không có đưa yêu cầu gì cho nàng đây nàng ngược lại đưa yêu cầu cho ta trước tần nhị tiểu thư nghe xong cười một tiếng thanh chu ca ca đổ ước đích thật là mỹ kiêu tỷ thua nhưng vi mặt cảm thấy chàng nên ra vẻ không biết coi như mình thua dạng này thì mỹ kiêu tỷ mới có thể cảm thấy trong lòng có lỗi với ngươi chàng cầu nàng làm việc nàng mới chịu đáp ứng chàng mỹ kiêu tỷ lại không phải là người ngoài thanh chu ca ca làm gì nhất định phải phân thắng thua với nàng đây lạc thanh chu ngồi thẳng lên quay đầu nhìn về phía nương tử nhà mình nói là nàng nhất định phải cùng ta tranh thắng thua rõ ràng là ta thắng nàng lại nói là nàng thắng Ta vốn không định nhắc lại chuyện đổ ước, nhưng nàng ta còn muốn tiến thêm một thước, nhất định phải đưa yêu cầu cho ta, ta có thể không tức giận. Tần nhị tiểu thư Hiếu Kỳ nói. Mỹ kiêu tỷ đến cùng đưa ra yêu cầu gì? Lạc Thanh Chu nói. Nàng bảo ta học sổ giống chó con, mỗi lần gặp mặt đều muốn sổ ba tiếng, đây không phải coi ta là thành sủng vật của nàng à. Mà lại là một loại vũ nhục nhân cách. Tần nhị tiểu thư Phốc Phốc cười một tiếng, nói yêu cầu này hoàn toàn chính xác có chút quá phận thanh chu ca ca đừng nóng giận chờ mỹ kiêu tỷ tới vì mặt giúp ngươi nói cho nàng ai ngờ vừa nói dứt lời thu nhi đột nhiên ở ngoài cửa sổ nói tiểu thư cô gia mỹ kiêu quận chúa tới lạc thanh chu lập tức thu hồi địa đồ lấy ra quyển sách khác từ trên giá sách tần nhị tiểu thư đi ra ngoài cửa ra vào nghênh đón kết kết cửa phòng mở ra Nam cung Mỹ kêu cởi giày, mặc váy đen tất đen, nện bước đôi chân dài đi đến, trước nhìn người nào đó trước bàn một chút, lạnh giọng mở miệng nói. Vi mặt, có ít người nói chuyện không tính toán gì hết, nguyện cực thua không chịu, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần nhị tiểu thư khẽ cười nói. Để hắn học chó con kêu. Nam cung Mỹ kêu nghe xong, có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Tên kia đã cáo trạng cho ngươi. Tần nhị tiểu thư cười nói không phải cáo trạng, là kể ra ủy khuất. Nam cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi giúp ai?" Tần Nhị tiểu thư thấp giọng nói: "Tự nhiên là giúp Mỹ Kiêu tỷ." "Mỹ Kiêu tỷ có yêu cầu gì, cứ việc nói, vi mặt ủng hộ ngươi." Nam cung Mỹ Kiêu đột nhiên gần sát nàng, hôn một cái lên gương mặt kiều nộn của nàng, nói nhỏ: "Vẫn là vi mặt yêu ta." Khụ khụ. Lạc Thanh Chu xoay người lại, lạnh lùng nhìn hai người đây là coi hắn không tồn tại sao trắng trận hùng vốn chơi xỏ lá còn không chút kiên kỵ thân nương tử nhà hắn quả thật quá phận nam cung mỹ kêu nhìn hắn chầm chầm nói ngươi khục cái gì bản quận chúa hôn một chút thì thế nào vi mặc cũng không phải của một mình ngươi lạc thanh chu không có để ý nàng chuẩn bị rời đi so với việc ở chỗ này đấu võ mồm với nàng nghe nàng châm chọc khiêu khích còn không bằng nắm chặt thời gian đi trích tiên cư tu luyện một hồi. Đương nhiên, đêm nay còn muốn đi Linh Thiền Nguyệt Cung gặp các nàng hạ thiền một lần. Dù sao hắn cũng phải đi ra ngoài thời gian ba ngày. Lạc Thanh Chu, ta có lời nói với ngươi, ngươi gấp cái gì mà gấp? Vội vã muốn đi gặp chị vợ nhà ngươi sao? Nam Cung Mỹ kêu lạnh giọng trào phúng. Lạc Thanh Chu dừng chân, nhìn về phía nàng nói. Nếu quận chúa muốn nói chuyện đổ ước, thật có lỗi, ta đã quên. Nam Cung Mỹ kêu hơi nhếch khóe môi lên. Quên đi. Thật hay giả? Lạc Thanh Chu một mặt bình tĩnh nói. Thật. Nam Cung Mỹ kêu nhíu mày, hừ lạnh nói. Được rồi, quên thì quên. Nể mặt vi mặt, bản quận chúa không làm khó dễ ngươi. Chuyện đổ ước, coi như làm chưa từng xảy ra, về sau chúng ta đều không cần nhắc đến, như thế nào? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu nghe quận chúa. Tần nhị tiểu thư ở một bên hé miệng cười trộn. Nam cung Mỹ kiêu nghiêm mặt nói. Hai ngày này không biết xảy ra chuyện gì, toàn thể cẩm y vệ xuất động, điều tra từng nhà nội thành và ngoại thành, quan phủ cũng đang kiểm tra nhân khẩu ngoại lai trong từng nhà. Người không có hộ tịch, hoặc không có người bảo đảm đều bị bắt, hoặc là bị khu trục ra ngoài. Ta đã nói với dì và dượng, muốn đăng ký tất cả mọi người trong phủ, ta sẽ lấy về để cho cha ta hỗ trợ đặt mua hộ tịch bởi vì quan hệ với nam quốc quận vương phủ chúng ta và quan hệ đến trưởng công chúa quan phủ chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi đoán chừng tẩm y vệ tạm thời cũng không dám đến nhưng dừng một chút thần tình nàng nghiêm túc nói lạc trường thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tên nào đó chỉ có danh tự tu vi rất cao nhưng không có gia đình không có phụ mẫu cùng huynh đệ tỉ muội khẳng định là đối tượng trọng điểm hoài nghi. Không sai, ta nói chính là bằng hữu sở phi dương của ngươi. Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, nói. Quận chúa có biện pháp không? Nam Cung Mỹ kêu nhíu mày, nói. Nếu như hắn cầu ta, ta sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp. Tần nhị tiểu thư ở một bên vội vàng nói. Thanh Chu ca ca, chàng giúp sở công tử cầu Mỹ kêu tỷ trước đi. Nam Cung Mỹ kêu dương cái cầm lên lạc thanh chu không nói gì thêm chuyện này liên quan trọng đại ai giúp hắn người đó có thể sẽ bị liên lụy nếu hắn đã quyết định trảm thảo trừ căng giải quyết triệt để lạc trường thiên cùng người nhà của hắn không cần lại liên lụy những người khác hắn hiện tại có thân phận đệ tử lăng tiêu tông chờ ngày mai đi tông môn nhảy lên trở thành đệ tử tinh anh lăng tiêu tông dưới tình huống đối phương không có chứng cứ tự nhiên không dám làm gì hắn chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian là đủ rồi hắn sẽ triệt để giải quyết phiền toái này. Nam Cung Mỹ Kiêu gặp hắn không nói lời nào, lạnh mặt nói. Hắn nhất định phải mau chóng tìm một cái nhà và địa chỉ gia đình cụ thể. Nếu không, cho dù là đệ tử Lăng Tiêu Tông cũng không thể tiếp tục chờ đợi trong thành. Nếu cẩm y vệ ấn cho hắn một cái tội đồng đảng với yêu tộc, hắn cũng không cách nào giải thích. Bởi vì hắn chỉ có tên họ, tình huống chân thật gì cũng không có. Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, nói. Chỉ cần giải quyết Lạc Trường Thiên, chuyện hẳn là sẽ dừng ở đây." Nam cung Mỹ kêu hừ lạnh một tiếng, nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Lạc Trường Thiên có dễ giải quyết như vậy? Ta một lần nữa tìm người xác nhận một chút, Lạc Trường Thiên là cảnh giới đại võ sư sơ kỳ, bên người có hai tên hộ vệ đều là võ sư hậu kỳ. Lạc Diên niên là cảnh giới võ sư, ở bên trong trung vũ bá phủ, hết thảy có 25 tên hộ vệ, một người trong đó là võ sư hậu kỳ, hai người là võ sư trung kỳ ngươi biết thánh thượng sủng ái hắn ra sao và thực lực của hắn khủng bố đến mức nào à lạc thanh chu thản nhiên nói chuyện này không cần quận chúa hao tâm tổn trí vừa nghe lời này nam cung mỹ kiêu lập tức buồn bực nói lạc thanh chu ngươi chớ tự xưng thanh cao cũng đừng tự cho là đúng nếu ngươi xảy ra chuyện khóc cũng không phải ta chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đến nói chuyện với ta lạc thanh chu chắp tay nói ta biết quận chúa là vì tốt cho ta, bất quá, chuyện này là chuyện của chính ta, chính ta sẽ giải quyết. Ngươi! Nam Cung Mỹ kêu tức giận nắm chặt nắm đấm. Tần nhị tiểu thư vội vàng nói khẽ. Mỹ kiêu tỷ, ngươi đừng nóng giận, có chuyện gì có thể nói với vi mặt, vi mặt sẽ khuyên Thanh Chu ca ca. Lập tức lại nói. Thanh Chu ca ca, ngươi đi tỷ tỷ nơi đó đi, đêm nay cũng không cần trở về, ta sẽ ngủ cùng Mỹ kiêu tỷ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lại nhìn một nhìn vị quận chúa nào đó đang trợn mắt một chút, không dám đợi thêm, lập tức ra cửa. Hắn không có đi Linh Thiền Nguyệt Cung, mà đi thẳng đến Trích Tiên Cư. Ở trong tiểu viện suy nghĩ mọi chuyện một hồi, sau đó đi hậu hoa viên, tiếp tục tu luyện phi kiếm. Linh Thiền Nguyệt Cung thì không đi được, nên một lòng tu luyện, làm chuẩn bị cho ngày mai đi Lăng Tiêu Tông tham gia tỷ thí. Nhanh chóng giải quyết chuyện phiền toái này, miễn cho toàn bộ tầng phủ ăn ngủ không yên a à, thần niệm khẽ động phi kiếm bắn nhanh mà ra trong đêm tối không nhìn thấy tâm hơi phi kiếm chỉ có thể nhìn thấy trong hậu viện lá rụng bay tán loạn bị cắt thành mảnh vụn bay xuống mặt đất hắn luyện tập phi kiếm một canh giờ lại luyện tập lăng phong quyền một canh giờ toàn thân đổ đầy mồ hôi hắn đi tiền viện cởi y phục xuống đứng ở bên cạnh giếng dùng nước giếng lạnh buốt tắm rửa một cái lực lượng trong cơ thể, nội lực bên trong đan hải cùng lực lượng bên trong kinh mạch huyệt khiếu đều đã tràn ngập, vẫn đang sao động bất an. Nhưng hắn luôn cảm giác vẫn là kém một hơi, chính là không cách nào đột phá. Tắm rửa xong, hắn lấy ra hai bình linh dịch từ trong túi trữ vật, trực tiếp đổ mỗi loại hai giọt vào đầu ngón tay, rất nhanh bị thân thể hấp thu hết. Sau đó, hắn về đến phòng, ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, chậm rãi luyện hóa năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong linh dịch. Thân thể bắt đầu nóng lên, bên trong đang hải như thủy triều mãnh liệt, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng trở nên sôi trào. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng, rõ ràng trong cơ thể hắn xúc tích đầy đủ năng lượng, thế nhưng hắn vẫn như cũ khó mà đột phá. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm tư suy nghĩ, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ nguyên nhân là lôi linh chi căng thức tỉnh? Hắn lập tức xuất ra bảo điệp đưa tin, hỏi thăm nguyệt tỷ tỷ nhưng sau khi gửi xong tin nhắn thật lâu cũng không có thu được trả lời hắn lại đợi ở trên giường một hồi không có chút buồn ngủ đành phải đứng dậy đi ra khỏi gian phòng ở trong tiểu viện một bên đi dạo tản bộ một bên tự hỏi lại qua đại khái thời gian một nén hương bảo điệp đưa tin trên người rốt cục chấn động một chút hắn lập tức lấy ra định thần nhìn lại nguyệt tỷ tỷ sau khi lôi linh chi trăng giác tỉnh hoàn toàn chính xác cần không ngừng mà hấp thu năng lượng trong cơ thể nhưng nó sẽ để cho ao năng lượng trong cơ thể ngươi trở nên lớn hơn khi ngươi dùng hết năng lượng bên trong đan hải năng lượng tích chứa bên trong lôi linh chi căng sẽ bạo phát ra chuyển vận cho ngươi càng tinh khiết hơn cũng càng cường đại hơn trong lòng lạc thanh chu giật mình thì ra là thế thì ra trong cơ thể thức tỉnh lôi linh chi căng đang không ngừng hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn khó trách hắn rõ ràng cảm giác sắp đột phá lại luôn chênh lệch một chút như vậy. Thế nhưng loại hành vi bị ăn cắp này, khi nào mới đến cuối cùng? Lạc Thanh Chu hỏi, Thế Nguyệt tỷ tỷ nhưng có biết, nó cần hấp thu bao nhiêu năng lượng hoặc là bao lâu không? Nguyệt tỷ tỷ không biết. Lạc Thanh Chu ngay cả người, trầm ngâm một chút, lại hỏi. Vậy ta có thể tạm thời đóng chặt nó không? Nguyệt tỷ tỷ không thể. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đành phải coi như thôi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện, chờ đợi lấy hậu tích bạc phát đi. Lạc Thanh Chu, tốt rồi, Nguyệt Tỷ Tỷ, ta đã biết, cảm ơn ngươi giải hoặc. Đúng rồi, gần đây ngươi cũng không có ra ngoài chứ. Nguyệt Tỷ Tỷ, không có. Lạc Thanh Chu, đã muộn, Nguyệt Tỷ Tỷ sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng muốn ngủ, ngày mai trời chưa sáng liền muốn dậy rồi đây. Nguyệt Tỷ Tỷ, tạm biệt. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp đưa tin, lại đứng trong tiểu viện một hồi trong lòng đột nhiên khẽ động nhìn về phía cửa ra vào cửa sân đóng chặt thế nhưng thần hồn của hắn cảm giác nhạy cảm ngoài cửa tựa hồ nhiều thêm một đạo khí tức quen thuộc hắn giật mình hai chân im lặng đi tới đột nhiên thả người nhảy lên trực tiếp từ tường viện nhảy ra ngoài vừa xuống đất một thân ảnh đột nhiên lóe lên ở chỗ cửa ra vào muốn rời khỏi lạc thanh chu bắt lại nàng quát nữ tặc chạy đâu ăn một gậy của ta. Nói xong, đột nhiên dùng sức kéo một cái, kéo nàng tiến vào trong ngực, lập tức ôm lấy nàng, thả người nhảy lên, lại nhảy vào trong tiểu viện. Hạ thiền nằm ở trong ngực của hắn, nắm chui kiếm trong tay, một bên dãy giụa, một bên uy hiếp nói. Thả, thả ta, xuống, nếu không. Nếu không thì ngươi muốn mưu sát thân phu. Lạc Thanh Chu không sợ hãi chút nào trực tiếp ôm nàng vào phòng, đóng cửa lại, sau đó đi vào gian phòng không muốn cái gì không muốn lạc thanh chu trực tiếp lấy đi kiếm của nàng ném vào trên ghế bên cạnh giường sau đó đặt nàng lên giường nhanh chóng giúp nàng cởi bỏ vớ giày sau đó kéo xuống trướng mạng không muốn bách linh đang bên ngoài mặc kệ nàng ấy nàng ta cũng không dám vào đây lạc thanh chu mở ra vạt áo của nàng hạ thiền nắm thật chặt tay của hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng cầu khẩn nói không lạc thanh chu không có để ý nàng cúi đầu trực tiếp hôn lên miệng nhỏ của nàng không bao lâu thân thể cứng ngắc của nàng liền mềm nhũng xuống dãy dụa càng ngày càng yếu sau cùng từ bỏ chống cự lạc thanh chu chậm rãi trút bỏ váy áo trên người nàng gọi thanh chu ca ca gọi hay không gọi thanh chu ca ca gọi là hảo ca ca không gọi ta cắn hảo hảo ca ca nói ca ca ta yêu ngươi ô nói hay không thật muốn cắn được hảo ca ca thiền thiền a à. ngoài cửa sổ ánh trăng như nước một thân ảnh lặng lẽ đứng phía trước cửa sổ đang thò cái đầu nhìn lén vào bên trong dựng thẳng lỗ tai nghe lén tình cảnh ở bên trong đầu giường đốt nến đỏ trướng mạng chiếu ra hai thân ảnh không bao lâu trướng chậm bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Nàng mở to hai mắt nhìn bên trong, nhìn một hồi, đột nhiên nhịn không được căm giận nói. Hừ, cô gia thật quá phận, khi dễ hạ thiền còn chưa tính, lại còn để thiền thiền quỳ xuống. Đêm tối yên tĩnh. Gió thu lướt qua, lá khô sàn sàn. Ngoài cửa sổ, Bách Linh vẫn như củ lén lén lúc lúc đứng ở nơi đó, mở to hai mắt, dựng thẳng lỗ tai, không nở rời đi. Không biết qua bao lâu nến đỏ trên đầu giường vẫn đang thiêu đốt. Nhưng trướng mạng chập chờn sớm đã ngừng lại. Trên mặt đất trước giường rơi đầy y phục xốc xếp, hai người trên giường, tự hồ đang nhẹ giọng thì thầm nói chuyện, tràn đầy ân ái. Một lát sau, đều yên lặng xuống. Bách Linh lại ở ngoài cửa sổ chờ đợi hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một cái, một mặt cô đơn rời đi. Bên trên bàn đá xanh trong tiểu viện dính đầy băng sương trắng noãn. Vết chân của nàng cô độc khắc ở phía trên ánh trăng trong sáng ý thu càng đậm trong phòng lạc thanh chu ôm thân ảnh mềm mại trong ngực lại thân mật ôm nhu triền miên cùng nhau một lát dỗ dành nàng thiếp đi nghĩ đến ngày mai muốn rời đi hắn cũng không bối rối đợi người trong ngực ngủ say thần hồn của hắn xuất khiếu bay lên nóc nhà ngồi ở nơi đó ngửa đầu nhìn qua trăng sáng trong bầu trời đêm tự hỏi một ít chuyện phát sinh gần đây trong thành đen kịp một màu đèn đuốc sớm đã dập tắt cho dù thanh lâu đèn đuốc sáng trưng trong ban đêm, giờ phút này cũng là một vùng tăm tối. Chuyện mấy ngày nay để tất cả cư dân trong thành đều lòng người bàn hoàng. Bọn hắn cũng không biết, kẻ tạo ra hết thảy lúc này đang ngồi ở bên trên nóc nhà, gió mát ban đêm thổi qua, tắm rửa ánh trăng lạnh lẽo, đang nhìn ra xa toàn thành yên tĩnh cùng bừa bộn. Ngay lúc Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ đủ chuyện, Bảo Điệp đưa tin trên người đột nhiên bỗng nhúc nhích. Hắn tỉnh hồn lại, lấy ra Bảo Điệp đưa tin, cúi đầu nhìn lại nguyệt tỷ tỷ đang làm gì lạc thanh chu có chút ngoài ý muốn trả lời ngủ không được đang ở trên nóc nhà ngắm trăng suy nghĩ đủ chuyện nguyệt tỷ tỷ thì sao lúc này hắn mới phát hiện tiểu nguyệt cũng gửi tới một tin nhắn tiểu nguyệt ca ca thật khó chịu gần đây muội muội không ra được không biết thần hồn đáng chết nào vậy mà tiến vào nội thành chuẩn bị giết người hại toàn thành đề phòng và điều tra ca ca phải cẩn thận gần đây tốt nhất đừng đi ra nếu như bị cẩm y vệ bắt được coi như xong đời lạc thanh chu trả lời được ngươi cũng cẩn thận lúc này nguyệt tỷ tỷ trả lời tin nhắn giống nhau sao lạc thanh chu ngay cả người lúc này nguyệt tỷ tỷ cũng đang ngồi trên nóc nhà ngắm ánh trăng suy nghĩ chuyện của mình lạc thanh chu trùng hợp như vậy sao nguyệt tỷ tỷ đang suy nghĩ chuyện gì ta chỉ thuận miệng hỏi nguyệt tỷ tỷ có thể không cần phải trả lời Ta đang suy nghĩ về những chuyện gần đây phát sinh, cùng việc cần phải làm về sau. Ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại. Thân ảnh xanh nhạt. Ta đang nghĩ, vì sao ta muốn tu luyện? Lạc Thanh Chu suy tư một chút, trả lời, tu luyện là vì chính mình, cũng là vì người bên cạnh. Thế giới này vốn không công bằng, cũng rất nguy hiểm, nếu như mình không mạnh lên, như thế nào tự vệ, lại như thế nào bảo vệ người bên cạnh mình. Nguyệt tỷ tỷ chẳng lẽ không có người mà mình muốn thủ hộ cùng bảo vệ một đời sao? Hồi lâu sau, thân ảnh xanh nhạt mới trả lời hắn, "Có. Lạc Thanh Chu, thì chính là như thế, chỉ cần để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể còn sống, mới có thể bảo vệ bọn hắn." "Nguyệt tỷ tỷ, thật ra có chút lời nói ta muốn nói với ngươi, lại sợ ngươi tức giận, cho nên không dám nói." Thân ảnh xanh nhạt nói, "Lạc Thanh Chu, Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ tu luyện những công pháp kia cũng không phù hợp. Người nếu như không có tình cảm, còn sống có ý nghĩa gì? Người trải qua thiên tân vạn khổ, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ chính là vì trường sinh hư vô mờ mịt? Đại đa số người cũng chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, cho dù là người tu luyện chúng ta, lại có mấy người có thể trường sinh. Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ hẳn là nên trân quý người bên cạnh cùng người yêu bên trong sinh mệnh có hạn của mình. Sướng vui giận buồn, yêu hận tình cừu, đây là tình cảm mà mỗi người đều nên có, Nguyệt tỷ tỷ không cảm thấy bên trong sinh mệnh của ngươi bây giờ chỉ còn lại có cô độc và băng lãnh à? Nếu như người đã vứt bỏ tình cảm, ta cảm thấy sống được lâu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ càng thêm cô độc và khó chịu. Sau khi hắn gửi tin nhắn đi, thật lâu không có thấy trả lời. Trong lòng Lạc Thanh Chu có chút hối hận, không có trải qua chuyện của người khác, chớ khuyên người ta theo ý mình. Mỗi người đều có kinh nghiệm cùng ý nghĩ của mình, nàng tu luyện loại công pháp kia, đoán chừng cũng đã trải qua suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, hiện tại hắn đột nhiên mạo muội nói công pháp người khác không thích hợp, hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Mà tu vi người ta cao hơn hắn nhiều lắm, hắn có tư cách gì nói người ta tu tập công pháp không tốt. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhắn tin. Nguyệt tỷ tỷ, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, đây chỉ là ý nghĩ của chính ta chỉ có chút nhịn không được, cho nên mới nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Mỗi người đều có con đường của mình, mỗi người trải nghiệm cùng suy nghĩ đều không giống nhau. Có lẽ về sau Nguyệt tỷ tỷ thật có thể trường sinh, sau khi trường sinh sẽ tiến vào một thế giới khác càng tốt đẹp càng thêm hạnh phúc hơn cũng khó nói. Lại qua một lát, tin nhắn mới trả lời lại, tạ ơn. Thanh Chu nhìn hai chữ này, trung lên một hồi, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có người nhà không? nguyệt tỷ tỷ có lạc thanh chu do dự một chút lại nói có tướng công không thật lâu tin tức mới trả lời có lạc thanh chu sao nguyệt tỷ tỷ tu luyện loại công pháp này hẳn là ảnh hưởng rất lớn đối bọn hắn nguyệt tỷ tỷ không có người quan tâm ta lạc thanh chu tướng công nguyệt tỷ tỷ thì sao cũng không quan tâm ngươi nguyệt tỷ tỷ đúng thế lạc thanh chu vì sao Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy mà. Nguyệt tỷ tỷ, ta tốt chỗ nào? Dáng dấp xấu xí, tính cách cũng không tốt, không có người yêu thích. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ không có xấu chút nào, mặc dù tính cách hoàn toàn có chút làm cho không người nào có thể tới gần, nhưng trên người có một loại khí chất rất đặc biệt cùng mị lực, nữ tử khác căn bản không cách nào so sánh cùng Nguyệt tỷ tỷ. Nếu tướng công nhà ngươi không thích, không phải mắt mù chính là đần. Trước bệ cửa sổ, ánh trăng như nước Thiếu nữ một bộ váy trắng an tĩnh đứng ở nơi đó, tắm rửa ánh trăng trắng loãng, cầm trong tay ngọc thạch, khóe miệng có chút nhếch lên. Một lát sau, Lạc Thanh Chu nhận được tin nhắn, thật sao? Vậy ngươi thích không? Lạc Thanh Chu nhìn cái tin nhắn này, giật mình, thản nhiên đáp lại, ta đương nhiên thích. Nguyệt tỷ tỷ, loại thích nào? Lạc Thanh Chu muốn mỗi đêm nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ, mỗi đêm nói chuyện một chút cùng Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó cùng Nguyệt tỷ tỷ một chỗ tu luyện. Nguyệt tỷ tỷ đừng hiểu lầm, chúng ta đều là người có gia thất, Nguyệt tỷ tỷ giống như lão sư của ta, cho ta các loại dạy bảo cùng trợ giúp, ta đối với Nguyệt tỷ tỷ chỉ có tôn trọng cùng cảm kích, là thích cùng thân cận đối với trưởng bối, cũng không phải kiểu yêu thích ở giữa nam nữ chủng loại kia. Nguyệt tỷ tỷ, muộn Lạc Thanh Chu nhìn cái chữ này, không biết nên trả lời làm sao. Đêm tối yên tĩnh. Một người ngồi trên nóc nhà, một người đứng ở phía trước cửa sổ, đều tắm rửa ánh trăng trắng noãn, nhìn ngọc thạch trong tay, rơi vào trầm mặt. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu nhìn sắc trời một chút, nói Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu thu hồi ngọc thạch, về đến phòng, thần hồn trở về cơ thể. Người trong ngực đã mở hai mắt ra, đang mở to con ngươi đen nhánh không nhúc nhích nhìn hắn. Lạc Thanh Chu mở to hai mắt, cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lại không buồn ngủ trời đều sắp sáng hạ thiền làm sao còn chưa có trở lại bên trong tiền viện linh thiền nguyệt cung bách linh đang ngồi ở trước bàn đá một bên nhằm chán xé cánh hoa một bên nói thầm lại qua một lát nàng nhịn không được đứng người lên ra cửa lại đi trích tiên cư vừa tới đến ngoài cửa sổ nàng đột nhiên nghe được một trận tiếng động quen thuộc trong lòng khẽ động lập tức mở to hai mắt nhìn lại Vừa xem, nàng lập tức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, căm giận nói: "Thối cô gia, làm sao còn đang phạt hạ thiền quỳ? Hạ thiền đáng thương, sẽ không phải quỳ một đêm đó chứ." Khó trách khóc thương tâm như vậy. Trời tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu rời giường mặc quần áo ra khỏi phòng. Bách Linh lập tức núp ở góc tường, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua chỗ nàng nơi đó một chút, cũng không để ý tới, đến chỗ giếng rửa mặt một phen rời khỏi trích tiên cư. Bách Linh lại trốn ở góc tường đợi một hồi, mới rón rén đi ra, sau đó đi vào phòng. Thiền thiền, hạ thiền đáng thương, lại bị cô gia tra tấn không động đậy nổi, ô ô. Lạc Thanh Chu từ cửa sau ra ngoài. Vừa đeo lên mặt nạ thay đổi trang phục, từ cửa ngõ đi ra, bên cạnh đột nhiên lóe ra một thân ảnh, chụp nhanh tới mệnh môn của hắn. Lạc Thanh Chu né người sang một bên, bắt lại cánh tay đánh lén của nàng, trợn mắt nhìn. Nam cung Mỹ kêu hừ lạnh một tiếng, trả đũa. Sở phi dương, ngươi bắt lấy tay của ta làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng có đùa lưu manh, buông ra. Lạc thanh chu vẫn như cũ nắm thật chặt tay của nàng, lạnh mặt nói. Ta hôm nay có việc, nếu có gì phân phó, chờ ta trở về lại nói, có thể chứ. Nam cung Mỹ kêu không tiếp tục giải dụ, nhìn hắn nói. Ta hôm nay cũng có việc, ta muốn đi lăng tiêu tông xem tranh tài, cho nên mới nói với ngươi một tiếng. Ngươi chớ đi theo bản quận chúa, nghe được không? Lạc Thanh Chu nhướng mày. Ngươi cũng muốn đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đắc ý nói. Đệ tử Lăng Tiêu Tông tỷ thí, mỗi lần đều sẽ mời những tông môn khác cùng người của triều đình đi quan sát. Sở Phi Dương, ta thân là quận chúa, muốn cầm đến một cái danh ngạch, dễ như trở bàn tay, hâm mộ chưa? Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, buông lỏng tay của nàng ra nam cung mỹ kêu thấy sắc mặt của hắn không tốt lại nói bất quá ngươi yên tâm bản quận chúa đã để cửu ma ma ở lại nhà ngươi có đại võ sư bảo hộ tin tưởng tam thê tứ thiếp của ngươi sẽ rất an toàn lạc thanh chu nhìn nàng một cái nói đa tạ bất quá loại địa phương kia rất hỗn loạn quận chúa không nên đi mạo hiểm nam cung mỹ kêu cười lạnh một tiếng nói bản quận chúa là đi cùng với mấy người hoàng gia khác tên nào không có mắt dám khi dễ ta. Hừ, trừ bại hoại không có mắt như ngươi. Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt nàng nổi sóng, thần sắc hờn dỗi yêu mị, không dám nói thêm nữa, chắp tay nói. Quận chúa, vậy ngươi bảo trọng, ta cáo từ trước. Nói xong, bước nhanh rời đi. Nam Cung Mỹ kêu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nói. Sở Phi Dương, người của Cẩm Y Vệ có khả năng cũng sẽ đi, ngươi phải cẩn thận. Lạc Thanh Chu dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói cho nên ngươi mới nghĩ biện pháp thu hoạch được một cái danh ngạch muốn cùng đi với ta nam cung mỹ kêu đối mặt ánh mắt hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng quay mặt chỗ khác nói hừ tự mình đa tình bản quận chúa chẳng qua cảm thấy nhàm chán muốn đi xem náo nhiệt một chút mà thôi lạc thanh chu lại nhìn nàng một hồi đột nhiên nói quận chúa chờ ta trở về ta học chó con kêu cho ngươi nghe khóe miệng nam cung mỹ kêu lật một cái quay sang nhìn về phía hắn nói ai mà thèm lạc thanh chu nói thế quận chúa học chó con kêu cho ta nghe đi nam cung mỹ kêu lập tức trừng mắt sở phi dương ngươi muốn chết bản quận chúa kêu ngươi dám nghe không ngươi không sợ đoản mệnh lạc thanh chu cười cười không có lại nói tiếp chuẩn bị rời đi vừa đi ra hai bước nam cung mỹ kêu lại đột nhiên lại nói Sở phi dương, bản quận chúa sẽ không học chó con kêu, bất quá, bản quận chúa sẽ học chó con cắn người. Đêm đó chẳng phải cắn ngươi sao? Chờ ngươi trở về, nếu bản quận chúa lại cắn ngươi một lần, không cho phép ngươi phản kháng, nghe được không? Lạc thanh chu dừng một chút, không tiếp tục để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Nam cung Mỹ kêu đứng một hồi tại cửa ngõ, đi về một phía khác. Lạc thanh chu cùng đao tỷ tụ hợp, tiến vào võ quán sau đó tôn giang dẫn đầu đi lên xe ngựa rất nhanh ra khỏi thành lúc này mặt trời mới mọc vừa dâng lên trong xe phá lệ yên tĩnh bởi vì có tôn giang ở đây tất cả mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần hoặc là tự nghĩ chuyện cũng không có người tùy tiện nói tông môn tổng bộ lăng tiêu tông tọa lạc ở trên lăng tiêu sơn cách kinh đô chỉ có mấy chục cây số cách sông đối diện với vân vụ sơn mạch bất quá nơi đó đường núi gập ghềnh địa thế phức tạp, xe ngựa khẳng định không thể đi vào. Cho nên đến chuồng ngựa bên ngoài thập lý đình, công gian mang theo mấy người xuống xe ngựa, mỗi người thuê một con tuấn mã. Lạc Thanh Chu nắm con ngựa mình mướn được, có chút hoài niệm về con bảo mã lần trước. Con tuấn mã kia mới thật sự là bảo mã thần tuấn. Bất quá khi con bảo mã kia đến trong nhà đao tỷ ngày thứ hai đã bị vị nam cung quận chúa kia đoạt lại đi. Cộc cộc cộc. Mấy người lên ngựa, tôn giang dẫn đầu, bắt đầu chạy nhanh trên quan đạo. Một canh giờ sau, rời khỏi quan đạo, đi vào đường nhỏ. Khoảng cách đến vân vụ sơn mạch càng ngày càng gần, Lạc Thanh Chu nhớ tới chuyện lần trước tru sát ba người Hà Dương. Lúc ấy nếu không có nam cung quận chúa chủ động giúp hắn cổng nồi, đoán chừng chuyện không có khả năng đơn giản trôi qua như vậy. Lại liên tưởng đến đoạn thời gian gần đây, nam cung quận chúa trợ giúp tần gia, giúp hắn nghe ngóng các loại tin tức trong lòng của hắn càng ngày càng mâu thuẫn. Lại một canh giờ trôi qua. Mấy người xuyên qua một rừng cây, con đường phía trước rộng mở trong sáng. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo khí tức ẩm ướt. Chuyển qua một chỗ dốc núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một con sông rộng lớn, sóng cả mãnh liệt. Hai bên bờ dòng sông kia, cách xa nhau đại khái hơn một ngàn mét, mặt nước sương mù mông lung, dư quan dập dờn. Hai bên bờ cùng phía trên dòng sông dòng sông đều có thuyền nhỏ đang qua lại. Mà bờ bên dòng sông cách đó không xa có vài ngọn núi lớn, trong đó có một ngọn núi càng nguy nga hiểm trở, đỉnh núi giấu ở trong mây xanh, nhìn không đến cuối cùng, đó chính là lăng tiêu phong cách sông đối diện với vân vụ sơn mạch. Lăng tiêu tông tọa lạc bên trên ngọn núi, khói mù lượng lờ lâu dài, giống như tiên cảnh. Bờ sông có mở một gian tử quán. Trong tử quán có thể ăn cơm uống rượu, chăn ngựa và thuê thuyền nhỏ qua sông lúc này đã có một nhóm người cất ngựa chuẩn bị qua sông công gian đưa mắt nhìn mặt sông một chút phát hiện mình cũng không nhận ra đội ngũ kia lúc này mới mang theo mấy người đi đến tử quán hôm nay là thời điểm thi vòng đầu mỗi năm một lần do lăng tiêu tông cử hành ngoại trừ đệ tử lăng tiêu tông ở tất cả phân bộ tại các nơi đại viêm chạy về ra còn mời rất nhiều tân khách đến đây tham quan những tông môn khác cùng với tu luyện thế gia khác đều được mời đương nhiên, còn có qua sông đi những địa phương khác. Cho nên đò ngang hôm nay hiển nhiên đặc biệt bận rộn, vừa đi qua khỏi đã muốn vội vàng trở về tiếp tục đón khách. Tôn Giang dắt ngựa, dẫn theo mấy người đến tử quán, để tiểu nhị cửa hàng dắt con ngựa ra chuồng ngựa phía sau, sau đó tìm cái bàn ngồi xuống, bảo lão bản bưng ra mấy mâm thịt bò lớn, mấy bàn bánh bao và một ấm trà lớn. Mấy người đã xuất phát khi trời còn chưa sáng, tự nhiên cũng không có ăn điểm tâm, lại một đường bôn ba, sớm đã bụng đói kêu vang thịt bò và bánh bao được đưa lên tất cả mọi người không có khách khí vùi đầu bắt đầu ăn mấy người ăn bánh bao một bàn thịt bò dừng lại nghỉ ngơi một lát công giang uống vài chén nước trà lau miệng dặn dò chờ một lúc sẽ đến dưới núi tông môn nhớ kỹ không thể nói chuyện lung tung không thể tùy ý mạo phạm người khác không chừng là một vị trưởng lão tông môn nào đó đang đón khách ở dưới núi tân khách khác thì cũng càng không thể tùy ý đắc tội dù sao cũng là đến lăng tiêu tông chúng ta làm khách. Không thể để cho người ta nhìn chúng ta làm ra trò cười, càng không thể ném đi mặt mũi của vi sư. Mấy người vội vàng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Giang lại rót một chén nước trà, gặp bốn phía không có những người khác, mới nói. Lần này trở về tông môn tham gia tỷ thí, cũng đều là những phân đà có thành tựu cao. Ta tính toán một cái, tăng thêm phân đà kinh đô của chúng ta, ước chừng có chừng 30 chi đội ngũ thành tích tỉ thí, không chỉ dựa theo điểm của mọi người, còn muốn dựa theo mỗi một chi đội ngũ để phân chia. Nếu như đội ngũ của mình sắp xếp ở thứ tự cao, ngoại trừ cá nhân có thể thu hoạch được ban thưởng ra, đoàn đội còn có thể thu hoạch thêm được ban thưởng. Vi sư không cần mấy người các ngươi đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng tuyệt không thể rớt xuống hạng sau 20, dù sao chúng ta là phân đà ở Kinh Đô, nếu ngay cả trước 20 còn không thể nào vào được, thực sự quá mất mặt. Các ngươi có lòng tin không? Sở tiểu tiểu lập tức âm vang hữu lực trả lời sư phụ. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng tiến vào 10 vị trí đầu, làm vẻ vang cho lão nhân gia ngài. Công Giang cười cười, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, nói. 10 vị trí đầu thì không quá trông cậy vào, dù sao chúng ta ít người. Có thể đi vào trước 20, vi sư đến lúc đó sẽ còn ngoài định mức ban thưởng 10 vạn kim tệ và ba bình dược thủy cho mỗi người các ngươi. Vừa nghe lời này, mấy người đều rất hưng phấn. Nhiếp Vân Dung nói đùa. Sư phụ, vậy chúng ta đến lúc đó tiến vào 10 vị trí đầu, ban thưởng có phải sẽ trở nên gấp bội hay không? Tôn Giang cười nói. Nếu như các ngươi thật sự có thể tiến vào 10 vị trí đầu, hoặc là thứ tự cá nhân các ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ban thưởng cũng không chỉ gấp đôi. Đến lúc đó vi sư còn có thể ngoài định mức đưa cho mỗi người các ngươi một kiện tiểu pháp khí. Đương nhiên, Thứ tự cá nhân có thể tiến vào 10 vị trí đầu, khẳng định sẽ được cao tầng tông môn chú ý, đến lúc đó nếu như được thu vào nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, đạt được tài nguyên tu luyện, tuyệt đối nhiều vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Mấy người nghe xong đều kích động lên. Trong lòng Lạc Thanh Chu càng thêm chờ mong. Nếu như hắn có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn Lăng Tiêu tông, không riêng đãi ngộ sẽ tốt hơn rất nhiều, thân phận địa vị cũng sẽ cao hơn rất nhiều càng lợi cho hắn kéo ngắn thời gian báo thù và giải quyết phiền phức. Đến lúc đó coi như hắn không có hộ tịch và lai lịch không rõ, cẩm y vệ cũng không dám làm gì hắn. Sư phụ, ba hạng đầu võ sinh và võ sư sẽ có được ban thưởng như thế nào? Đào tỷ hiếu kỳ hỏi. Tôn Giang cười cười nói. Ban thưởng ba hạng đầu tự nhiên sẽ càng phong phú. Nếu như thiên phú thật sự không tệ, được một vị phong chủ nào đó nhìn trúng, thậm chí có khả năng trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền, thân phận địa vị, tài nguyên tu luyện, đệ tử khác không thể nào so sánh nổi. Mấy người nghe mà tâm trí càng hướng về. Lúc đao tỷ còn đang hỏi thêm, Tôn Giang đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, hít mắt lại. Lúc này, một tiếng cười to truyền đến. Lập tức, một lão giả dáng người hơi tròn, tay áo bồng bềnh, mang theo tám người nam nữ trẻ tuổi đi nhanh mà tới. Sư huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lão giả mập lùng người chưa tới, giọng nói khàn khàn đã truyền tới trước. Công Giang đứng người lên, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói. Kim sư đệ, đích thật là đã lâu không gặp. Đao tỉ nhìn người tới, hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Người này gọi Kim Tùng, ta năm ngoái ở mặt thành gặp một lần, hắn và sư phụ tựa hồ có mâu thuẫn rất sâu. Nghe sư phụ nói, năm đó vì một người đệ tử, hai người ra tay đánh nhau còn nháo đến tông chủ nơi đó lão giả tên là kim tùng nhanh chân đi đến ánh mắt quét nhìn mấy người trước bàn một chút trực tiếp cười nói tôn sư huynh ngươi chỉ thu mấy tên đệ tử như thế thôi à ngươi ở nơi này chính là kinh đô nhân tài đông đúc nha hết thảy chỉ thu sáu người đệ tử đây cũng quá không nói được đi tôn giang cười nhạt một cái nói thu nhiều đệ tử làm gì tài nguyên cũng chỉ có định mức như thế, có thể phân phối đủ hết sao? Kim Tùng cười nói. Sư Huynh, cũng không thể nói như vậy. Ngươi nơi này chính là trung tâm của Đại Viêm Quốc, chúng ta nhiều sư huynh đệ như vậy đều tranh cướp giành giật muốn tới đây, kết quả bị ngươi nhanh chân đến trước. Vốn cho rằng ngươi có thể thu nhiều thêm mấy tên đệ tử giỏi báo đáp tông môn, kết quả mới thu mấy người như thế, còn không bằng một nơi thâm sơn cùng cốc như ở chỗ của ta. Tôn Giang ngồi xuống, nâng chung trà lên thản nhiên nói ta tự nhiên không bằng kim sư đệ ngươi kim tùng cười ha ha nói sư huynh cũng không thể tự coi nhẹ mình tông môn phái ngươi đến kinh đô thu đồ tự nhiên kỳ vọng cực cao đối với ngươi à tôn sư huynh ta nghe nói các nơi tông môn tuyển nhận đệ tử mới năm nay có ba đệ tử võ sư hậu kỳ mà thiên phú đều rất tốt không phải một đệ tử trong đó sẽ xuất hiện từ chỗ của tôn sư huynh đó chứ dù sao Tôn Sư Huynh trước kia thường xuyên nói, thu đồ không cần nhiều, ở chỗ tinh túy. Tôn Sư Huynh chiếm cứ vị trí tốt như Kinh Đô, chỉ mới thu sáu tên đệ tử, khẳng định có một tên là đệ tử Võ Sư Hậu Kỳ Nhĩ. Tôn Giang không có trả lời, nhìn mấy người trước bàn một chút, thản nhiên nói. Đây là kim sư thúc của các ngươi, còn không mau chào hỏi. Sáu người đao tỷ vội vàng cúi đầu chắp tay nói. Gặp qua kim sư thúc. Kim Tùng mặt tươi cười nói không cần khách khí không cần khách khí đều là người trong nhà lập tức lại quay đầu quát lạnh với mấy người sau lưng còn đứng ở đó làm gì không thấy được sắc mặt tôn sư bá các ngươi đã trầm xuống rồi sao nhìn thấy trưởng bối không biết chào hỏi giáo dưỡng ở đâu mấy tên đệ tử ở phía sau hắn đều cúi đầu chắp tay đồng thanh gọi gặp qua tôn sư bá bắp thịt trên mặt tôn giang co quắp một chút giơ tay lên nói không cần khách khí kim tùng lại bày ra vẻ mặt tươi cười chỉ vào một nữ tử sau lưng nói sư huynh vị này là đệ tử ta vừa thu nhận hai tháng trước hơn nữa còn là tài nữ giang nam văn võ song toàn nha đầu này tháng trước vừa đột phá đến võ sư hậu kỳ ha ha tôn sư huynh đoán một chút nàng từ võ sư sơ kỳ đến hậu kỳ dùng thời gian bao lâu sắc mặt tôn giang cứng đờ nhìn về phía thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đứng ở phía sau hắn không nói gì Kim Tùng lập tức nói với sau lưng. Nguyễn Nhu, nói cho tôn sư bá ngươi biết. Nữ tử Giang Nam tên Vân Nguyễn Nhu nắm trong tay một thanh kiếm, cúi đầu cung kính nói. Đệ tử từ võ sư sơ kỳ đến võ sư hậu kỳ, dùng thời gian gần một năm. Kim Tùng cười ha ha một tiếng, nói. Chỉ tốn thời gian có 10 tháng mà thôi. Tôn sư huynh, thể chất nha đầu này cũng không phải bình thường, mà lĩnh ngộ về kiếm, có thể nói là thiên phú tuyệt luân lần này lên núi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng sẽ được lệnh hồ sư tỷ ở kiếm phong trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền tôn giang thản nhiên nói kim sư đệ chúc mừng công lao này của ngươi cũng không nhỏ nha kim tùng cười nói sư huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm đệ tử này của ta tháng trước vừa đột phá võ sư hậu kỳ cũng không phải là một trong ba tên đệ tử trước đó truyền ra cho nên vừa rồi vấn đề ta hỏi tôn sư huynh không có ý gì khác mí mắt tôn giang giật một cái, nói. Nói như vậy, năm nay thi vòng đầu sẽ có bốn tên đệ tử võ sư hậu kỳ tranh đấu, xem ra muốn đặc sắc hơn dĩ vãng rất nhiều. Kim Tùng cười nói. Đúng thế, bất quá nói không chừng những sư huynh khác nơi đó gần đây cũng có đệ tử đột phá đến võ sư hậu kỳ. Tôn sư huynh, bên trong mấy tên đệ tử này của ngươi, đến cùng có đệ tử võ sư hậu kỳ hay không? Giới thiệu cho sư đệ nhận thức một chút đi vẻ mặt tôn giang không thay đổi đáp không có kim tùng cười ha ha đáng tiếc còn chuẩn bị để uyển nhu nha đầu này so chiêu với đệ tử của sư huynh một chút ta nhớ thi vòng đầu năm ngoái vị đại đệ tử kia của sư huynh thế nhưng đã ép những đệ tử của ta ngay cả lôi đài cũng không dám lên đây tôn giang đứng lên nói kim sư đệ các ngươi ăn cơm trước đi thuyền đã tới chúng ta đi qua trước kim tùng cười chắp tay nói tốt, tôn sư huynh đi thông thả, chờ một lúc gặp lại ở tông môn. công Giang không nói gì thêm, quay người đi ra bờ sông, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Mấy người đao tỉ đi theo sau lưng, đều không dám lên tiếng. Thuyền nhỏ dừng sát ở bên bờ, người chèo thuyền chống đỡ ống trúc lớn tiếng nói. Hôm nay sóng gió quá lớn, một lần chỉ có thể đi lên bốn người, khách nhân chớ trách. Đao tỉ lập tức nói. Sư phụ, các ngươi đi lên trước đi. Lạc Thanh Chu cùng Chu Bá ước mấy người đều khiêm nhường. Công Giang không có tâm tình nói chuyện, cũng lười chờ lâu ở chỗ này, sắc mặt âm trầm lên thuyền. Mấy người nhìn nhau, Trương Viễn Sơn thân là đại sư huynh, không tiếp tục khiêm nhượng, cũng lên thuyền. Sau đó đao tỷ lại đẩy sở tiểu tiểu và nhiếp vân dung đi lên. Người chèo thuyền nhắc nhở mọi người ngồi vững vàng, lập tức chống đỡ ống trúc trời bờ, nói với ba người đang đứng bên bờ. Khách nhân chờ một lát, một thuyền khác sẽ lập tức lướt tới đây lúc ba người lạc thanh chu đang đứng ở bên bờ sông thấp giọng nói chuyện sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc ba vị thật là khéo ba người quay đầu nhìn lại lập tức biến sắc lạc trường thiên một thân kỳ lân bào mang theo bốn tên nam tử cẩm y vệ người mặc phi ngư phục từ phía sau đi tới vẻ mặt tươi cười nhìn ba người ba người đều không nói lời gì lạc trường thiên chắp tay cười nói ba vị chớ khẩn trương hôm nay chúng ta cũng phụng mệnh đến lăng tiêu tông quan sát đệ tử mới tỷ thí thánh thượng năm ngoái đã bắt đầu cải cách cực kỳ yêu thích nhân tài nếu có đệ tử mới thiên phú không tồi lại nguyện ý đi vào triều đình ra sức cho thánh thượng chúng ta sẽ thương lượng cùng quý tông dẫn người rời đi tận lực bồi dưỡng chúng ta cho tài nguyên tu luyện tuyệt đối không thể ít hơn so với quý tông chắc hẳn ba vị cũng biết những năm gần đây Quý tông đã chuyển vận không ít nhân tài cho đại viêm ta. Tất cả mọi người đều là võ giả của đại viêm. Vì quốc gia hiệu lực là vinh quang của chúng ta, cũng là chức trách của chúng ta. Bên trên quốc gia đại nghĩa, tự nhiên không phân môn phái thế lực nào. Đao tỷ lạnh lùng thốt. Những chuyện này không cần nói với chúng ta, lạc chỉ huy đi đến tông môn nói là được. Lạc Trường Thiên đang nghe chuyện trên TV audio cv cười cười, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đứng bên trái của nàng, nói. Sở huynh đệ, rất chờ mong ngươi lần này tỷ thí hiển lộ tài năng, hy vọng sở huynh đệ có thể thu hoạch được một thứ tự tốt, làm vẻ vang cho võ giả Kinh Đô ta." Lạc Thanh Chu thản nhiên nói. "Đa tạ." Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không rời đi. "Thuyền đã tới, chúng ta đi trước." Đao tỷ đụng đụng người bên cạnh, quay người lên thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu cùng Chu Bá Ước cũng nhảy lên thuyền theo. Người chèo thuyền nhìn về phía trên bờ nói: còn có thể đi lên một người. Lạc Trường Thiên cười nói. Không cần, chúng ta đợi chuyến đò tiếp theo. Người chèo thuyền không nói thêm gì nữa, chống đỡ thuyền nhỏ rời đi. Lạc Trường Thiên đứng ở bên bờ, ánh mắt nhìn chầm chầm ba bóng người trên thuyền, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Một gã hộ vệ sau lưng thấp giọng nói. Đại nhân, vẫn không có ra được địa chỉ cùng người nhà của hắn. Mỗi lần hắn đi võ quán và từ võ quán rời đi, đều rất cảnh giác mỗi khi đến bên trên bất kỳ con đường và trong hẻm nhỏ nào đều sẽ đi một vòng người của chúng ta mỗi lần đều mất dấu lạc trường thiên nhìn qua bóng người trên thuyền kia nói nội thành có thể lớn bao nhiêu nhiều người như vậy không có một lần có thể bám theo nói rõ hắn có thể rõ ràng xem thấu các ngươi tu vi võ sư trung kỳ thật không có loại bản lĩnh này vẻ mặt hộ vệ nghiêm túc nói đại nhân có ý là Bên trong ánh mắt của Lạc Trường Thiên lóe lên tinh quang, nói Hoặc là có người giúp hắn, lại hoặc là hắn có thể trốn vào hẻm nhỏ, dùng một loại thủ đoạn khác xem xét các ngươi rõ ràng. Trên mặt sông Lạc Thanh Chu ngồi ở trong khoang thuyền thuyền nhỏ, đón gió sông băng lãnh, quay đầu, nhìn về phía bên bờ. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đang nhìn hắn chầm chầm. Đao tỷ cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, thấp giọng nói hắn muốn làm cái gì? Lạc Thanh Chu không có trả lời, đang hải trong cơ thể dao động bất an, bên trong tựa hồ đang tư tư lóe ra lôi điện. Trong con mắt hắn cũng giống như có lôi điện hiện lên. Thân thể của hắn tựa hồ đang rất khát vọng năng lượng nào đó, lúc đó mới có thể xông phá quan ải sau cùng. Thuyền nhỏ cập bờ. Công Giang mang theo mấy người lại đi về phía trước ước chừng hai dặm lộ trình, mới đi tới dưới chân núi Lăng Tiêu Sơn con đường leo núi sớm đã có chấp sự cùng đệ tử lăng tiêu tông đang ở phía trước nên đón có rất nhiều võ giả nghe được tin tức muốn đến nhìn náo nhiệt nhưng nếu như không có thiệp mời cũng không phải đệ tử lăng tiêu tông bình thường không cho phép lên núi đương nhiên võ giả có danh tiếng vẫn có thể phá lệ công giang mang theo mấy người lạc thanh chu đi đến trước mặt một lão giả đang đón khách lão giả kia có dáng người cao gầy một bộ áo bào xanh dưới cầm có giữ lại một bộ râu dài nhìn qua tinh thần quắc thước, tiên phong đạo cốt, có chút thích hợp sung làm người đón khách ở bề ngoài. Sau khi hắn nhìn thấy Tôn Giang, lập tức bước nhanh tiến lên đón, mặt tươi cười nói. Sư Huynh, ngươi có thể về rồi, vừa rồi Trung trưởng lão còn xuống núi đến hỏi, Tôn Sư Huynh làm sao còn chưa tới, Sư Huynh đệ ở các địa phương khác đều sắp đến đông đủ. Tôn Giang cười nói. Ở gần, cho nên lười biến tới chậm một chút, tí học mắt tế bái tổ sư là được rồi lập tức quay đầu nói với mấy người sau lưng đây là thượng sư thúc các ngươi còn không mau tới chào mấy người lạc thanh chu vội vàng tiến lên chắp tay cung kính chào đệ tử gặp qua thượng sư thúc lão giả cười ha ha một tiếng quét nhìn mấy người một chút nói tốt tốt tất cả mọi người nhanh lên đi thôi thời gian cũng đã không còn sớm chờ các ngươi đều đến đông đủ sắp bắt đầu tế bái tổ sư công gian cũng không dám lại trì hoãn chắp tay cáo từ mấy người vừa đi lên bậc cấp lão giả đột nhiên lại nói đúng rồi tôn sư huynh người thanh vân quan cùng kim thiền tự cũng tới đều là người cùng tôn sư huynh năm đó đi nam cương tru sát yêu tộc trung trưởng lão vừa rồi bàn giao nếu như tôn sư huynh có tới có thể đi hỗ trợ chiêu đãi một chút dù sao tôn sư huynh và bọn hắn quen thuộc hơn tôn giang nghe vậy giật mình nhẹ gật đầu bước nhanh bước lên bậc thang Tông môn lăng tiêu tông tọa lạc ở phía trên đỉnh núi, cho dù mấy người nửa đường không có ngừng lại nghỉ ngơi cũng cần hao tốn gần nửa canh giờ mới lên tới đỉnh núi. Lúc này, mặt trời đã sắp lên tới chính không. Trên đỉnh núi, quái thạch lẫn chởm, sương mù dày đặc. Tông Giang mang theo mấy người tiến vào cửa chính, được nô bộc dẫn đầu đi tới một quảng trường hơi nhỏ. Bởi vì đệ tử mới phải tế bái tổ sư trước, cho nên lúc này trên quảng trường tụ tập đệ tử chạy tới từ các nơi trên đại viêm mỗi người đều đang yên lặng đánh giá những người khác đương nhiên cũng có đệ tử bày ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn thấp giọng nói chuyện không gian để mấy người tìm một chỗ không có ai đứng vững vị trí đi chào hỏi những sư huynh đệ khác thuận tiện đi giúp mấy người đăng ký thân phân tính danh tuổi tác tu vi xuất thân từ phân đà nào và sư phụ là ai các loại thông tin của mỗi đệ tử mới đều cần đăng ký vào sách ở trong tông môn chờ bọn hắn tế bái tổ sư xong tông môn sẽ lập tức vì bọn họ chế tác lệnh bài của mỗi người về sau bọn hắn mới xem như là đệ tử lăng tiêu tông chân chính sau khi tôn giang rời đi sở tiểu tiểu đã bắt đầu hưng phấn tâm sự thì thầm nói không ngừng một hồi nói nơi này thật đẹp giống như là tiên cảnh một hồi lại nói nơi này thật cao đi lên mệt mỏi quá sau đó lại bắt đầu nghị luận về đệ tử khác cuối cùng lại tức giận bất bình nói kim sư thúc kia thật quá phận không phải là thu đệ tử võ sư hậu kỳ thôi à có cái gì để khoe khoang chứ còn cố ý khoe khoang ở ngay trước mặt sư phụ vừa mở miệng đã mỉa mai sư phụ thật đáng ghét trương viễn sơn vội vàng nói sở sư muội mâu thuẫn ở giữa trưởng bối chúng ta cũng không nên nghị luận ở chỗ này cẩn thận bị đệ tử khác nghe thấy làm ra trò cười sở tiểu tiểu hừ một tiếng không tiếp tục nói về cái đề tài này lại hưng phấn nói nghe nói tông chủ của chúng ta tử hà tiên tử rất xinh đẹp không biết nói chờ một lúc có thể nhìn thấy hay không. Nhiếp Vân Dung nói, chờ một lúc phải đi phía sau núi tế bái tổ sư, tông chủ hẳn là sẽ xuất hiện. Lúc mấy người đang nói chuyện, lão giả mập lùng tên gọi Kim Tùng kia đã mang theo tám tên đệ tử của hắn, đi nhanh tới, cười nói. Sư phụ của các ngươi đâu? Trương Viễn Sơn chắp tay nói. Kim Sư Thúc, sư phụ lão nhân gia ngài ấy đi chào hỏi những sư thúc sư bá khác rồi. Kim Tùng nghe xong, mặt tươi cười nói. Vừa tới đã đi khắp nơi liên lạc tình cảm, khó trách có thể có được vị trí Vân Đà Kinh đô. Công phu vỗ môn ngựa của vị sư phụ này của các ngươi rất khó lường đó. Nói xong, cười ha ha một tiếng, nói với mấy đệ tử ở sau lưng. Các ngươi ở chỗ này quen biết một chút với mấy vị đệ tử của Tôn sư bá các ngươi, học tập cho giỏi cách người ta đối nhân xử thế, vi sư cũng phải đi gặp những sư huynh đệ khác để liên lạc một chút tình cảm, miễn cho lại lạc hậu hơn người khác dứt lời, bước nhanh rời đi. Sắc mặt mấy người Trương Viễn Sơn đều rất khó coi. Mấy người Vân Nguyễn Nhu nhìn bọn hắn một chút, có chút xấu hổ, đứng ở bên cạnh, chưa từng nói chuyện. Đoán chừng bọn hắn cũng cảm thấy sư phụ nhà mình có chút quá mức. Lại đợi đại khái thêm thời gian một nén hương, trên quảng trường lúc đầu ồn ào đột nhiên dần dần an tĩnh lại. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, mang theo mấy nam nữ trung niên đi lên bệ đá, đưa mắt nhìn về phía đệ tử mới phía dưới lúc này công giang và kim tùng đều đi về đứng ở trước người đệ tử của mỗi người an tĩnh nhìn về phía trên đài đợi tất cả mọi người an tĩnh lại lão giả kia mới lên tiếng nói lão phu chính là đại trưởng lão lăng tiêu tông ngô hữu tử hoan nghênh các vị đệ tử hôm nay trở lại tông môn lần này ngoại trừ muốn cử hành lăng tiêu thi đấu mỗi năm một lần ra đệ tử mới nhập môn còn cần đi tế bái tổ sư tuyên thệ hiệu trung tông môn lão phu hiện tại đến đọc ra tên của các ngươi, đệ tử nghe đọc đến tên của mình, đi qua đứng ở chỗ đất trống bên phải, chờ một lúc lão phu cùng với trưởng lão khác, còn có phong chủ của tất cả đỉnh núi sẽ mang theo các ngươi đến hậu sơn tế bái tổ sư. Còn đệ tử khác, đi trước nghỉ ngơi và dùng cơm, chờ qua buổi trưa sẽ bắt đầu mở ra tỷ thí. Dứt lời, lấy ra danh sách, bắt đầu đọc lấy danh tự. Bạch đế thành phân đà, bách tử xuyên, trương giao, vân châu phân đà. Lữ Cảnh, Vương Đương, Miêu Tiểu Lan. Một lát sau mới gọi đến Phân Đà Kinh Đô. Ngọc Kinh Phân Đà, Đao Linh, Sở Phi Dương, Chu Bá Ước, Sở Tiểu Tiểu. Thủy Thành Phân Đà, Vân Nguyễn Nhu, Lôi Dương, Hạ Như Lan, Tào Hoa. Những người bị đọc đến tên mình đều đi qua đứng ở chỗ đất trống bên phải, nơi đó sớm có đệ tử người mặc áo xanh đón khách chờ lấy, để bọn hắn lập đội. Sở tiểu tiểu thấp giọng nói. Đao sư tỷ, Ngươi lúc ở mặt thành chẳng phải đã gia nhập tông môn rồi sao? Vẫn luôn không có tới tế bái qua cổ sư à? Đào tỷ thấp giọng nói. Lúc ấy cha ta đang dưỡng thương, ta không yên lòng rời đi, cho nên vẫn chưa có tới, bất quá sư phụ đã sớm giúp ta ghi danh. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có một tên đệ tử mặc áo lam đi tới, lường bọn họ một cái nói. Yên tĩnh. Hai người lập tức ngậm miệng lại. Đệ tử mới nhập môn mà không có đến tế bái qua tổ sư, hết thảy có hơn 40 người, lúc này đều tụ tập ở chỗ đất trống, sắp xếp thành đội, an tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, đại trưởng lão Ngô Hữu Tử mới dẫn một đám người đi tới, giải thích nói. Lần này tế bái tổ sư, vốn nên để tông chủ tự mình dẫn đầu, bất quá gần đây tông chủ đang lúc bế quan tu luyện, không cách nào ra, cho nên hôm nay sẽ để lão phu dẫn đầu. Các ngươi chờ một lúc không thể ồn ào, không thể châu đầu ghé tai nói giỡn cần mang tấm lòng thành kính cùng kính úy đi đến từ đường nếu quấy rầy các vị sư tổ cùng tiền bối lão phu sẽ không tha cho các ngươi chúng đệ tử đều cúi đầu mắt nhìn xuống vẻ mặt đầy cung kính ngô hữu tử lại quét mắt nhìn đám người một chút quay người mang theo bọn hắn từ trên đường nhỏ đá xanh bên cạnh đi ra hậu sơn đi ra sơn môn phía sau núi lại xuyên qua một mảnh rừng trúc phía trước đắp đầy cự thạch sương mù lượng lờ đi qua đường nhỏ đầy đá lớn phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga ngô hữu tử mang theo đám người dẫm lên đá bạch ngọc xếp thành con đường đi tới trước cổng chính từ đường đầu tiên xoay người bái một cái sau đó cao giọng nói đệ tử ngô hữu tử hôm nay dẫn đầu đệ tử mới của tông môn đến đây tổ từ tế bái tổ sư cùng các vị tiền bối lời nói vừa dứt sương trắng quấn quanh ở trước cửa tổ từ đột nhiên tiêu tán trống không một lão giả người mặc áo bào xám dáng người cao lớn, ông một cây chổi, đi ra từ bên trong tổ từ, nhìn đám người một chút, xoay người rời đi. Ngô hữu tử gặp hắn đi xa, đứng lên, mang theo chúng đệ tử tiến vào từ đường. Bên trong từ đường trưng bày lít nha lít nhít linh bài, trên linh bài ở giữa nhất lớn nhất trong đó có viết vài chữ to lăng tiêu tông tổ sư. Ngô hữu tử đi đốt hương, cắm vào trước linh bài, trước dẫn đầu tế bái tất cả trưởng lão, các phong chủ, sau đó, mỗi tên đệ tử theo thứ tự tiến lên dân hương quỳ lạy giơ tay tuyên thệ về phần tuyên thệ lời thề mô hữu tử đọc một câu đệ tử mới đọc theo một câu trong từ đường khói thuốc suy suy trang nghiêm mà uy nghiêm lời thề của từng người từng người đệ tử âm vang quanh quẩn trên toàn bộ đại điện lúc đến phiên lạc thanh chu hắn tiến lên đốt hương tế bái lập tức giơ bàn tay lên ánh mắt nhìn chăm chú lên bài vị phía trên miệng dựa theo theo nội dung của đại trưởng lão bên cạnh, âm vang hữu lực đọc lấy. Một khắc khi lời thề thốt ra khỏi miệng, thần hồn của hắn khẽ rung, luôn cảm giác lời thề của mình giống như xúc động thứ gì của nơi này, mà những bài vị bên trên được bao phủ bên trong sương khói mông lung kia giống như đang có từng đôi mắt đang theo dõi hắn. Lạc Thanh Chu trấn định tâm thần, trang nghiêm niệm xong, không người lui xuống. Đợi tất cả đệ tử mới đều tế bái tuyên thệ xong, mấy tên chấp sự cùng đệ tử đón khách dẫn tất cả rời đi về tới quảng trường đi trở về đến đội ngũ của mình sau đó có nô bột dẫn đầu đi nghỉ ăn cơm trước công gian mang theo mấy người đi theo đằng sau nô bột đi tới một gian phòng trong một loạt phòng ốc nô bột rất nhanh bưng tới cơm trưa phong phú công gian để tất cả mọi người ngồi xuống ăn sau đó nói vi sư còn muốn đi trò chuyện với mấy vị bằng hữu của thanh vân quang và kim thiền tự các ngươi tự mình ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, nghỉ ngơi ngay ở chỗ này. Buổi chiều là võ sinh tỷ thí, chờ đến sáng sớm ngày mai, mới là võ sư tỷ thí, ngay ở trên lôi đài quảng trường bên trái, các ngươi buổi chiều có thể đi nhìn, cũng có thể ở trong gian phòng nghỉ ngơi. Bất quá nhớ kỹ, không thể chạy loạn, cũng không thể gây chuyện, muốn đi lại hoặc xem phong cảnh, phải đi ở chỗ gần bên này, không thể đi xa, càng không thể đi lên trên đỉnh núi khác, nhất định ghi nhớ mấy người cung kính đáp vâng sư phụ sở tiểu tiểu nhìn thoáng qua gian phòng nói sư phụ đêm nay mấy người chúng ta đều muốn chen ở chỗ này ngủ cùng một chỗ sao tôn giang nói có ba gian phòng các ngươi chấp nhận một chút lần này khách nhân tới tương đối nhiều địa phương khác đều đã trụ người còn bên trên phong khác đối với các ngươi mà nói đều là cấm địa không thể tiến vào không phải đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền thì không thể tùy tiện đi lên. Dù sao chúng ta chỉ ở đây có hai đêm, buổi trưa ngày mốt hẳn là có thể rời đi. Sở tiểu tiểu ta một tiếng, nói. Sư phụ, buổi tối chúng ta có nơi tắm rửa không? Không tắm rửa sẽ rất khó chịu. Tôn Giang dừng một chút, nói. Trên sườn núi đằng sau có một suối nước nóng, bình thường hẳn không có người đi tắm, các ngươi nếu muốn đi tắm, có thể đi tắm sớm một chút. Nếu như chờ đến đêm nay, đoán chừng sẽ có rất nhiều người. Đang lúc nói chuyện, một tên đệ tử áo xanh vội vàng đi tới nói. Công sư thúc, trung sư bá và những sư thúc khác gọi người đi qua, để người tiếp khách. Công gian nghe xong, vội vàng ra khỏi phòng nhỏ, nhanh chóng rời đi. Sở tiểu tiểu lập tức tiến đến bên người đao tỷ nói. Đao sư tỷ, nhiếp sư tỷ, chúng ta chờ một lúc đi tắm suối nước nóng đi. Dù sao buổi chiều tỷ thí là võ sinh, cũng không có cái gì đẹp mắt, còn không bằng chính chúng ta đi chơi. Nhiếp Vân Dung biểu thị đồng ý. Đào tỷ do dự một chút, nói. Không biết an toàn hay không, nếu những người khác cũng đi thì làm sao bây giờ? Sở tiểu tiểu suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn về phía lạc thanh chu ba người, cười hì hì nói. Để trương sư huynh sở sư huynh, chu sư huynh bọn hắn giúp chúng ta ở bên ngoài trông coi. Nếu có người đến, sớm thông báo cho chúng ta trương viễn sơn vội vàng nói ta buổi chiều còn muốn đi nhìn tỉ thí mặc dù là võ sinh tỉ thí nhưng ta còn muốn quan sát một chút để sở sư đệ cùng chu sư đệ đi theo các ngươi thôi chu bá ước có chút ngượng ngùng nói ta cũng muốn đi xem tỉ thí dù sao lần đầu tiên tới tông môn cũng là lần đầu tiên nhìn tỉ thí loại này có lẽ có thể học một chút kinh nghiệm trương viễn sơn cười nói chu sư đệ có ý nghĩ giống như ta Mặc dù là võ sinh tỷ thí, nhưng khẳng định có rất nhiều chỗ đáng giá cho chúng ta học tập, nói không chừng chúng ta ngày mai lên đài tỷ thí có thể dùng tới. Vừa nghe lời này, đao tỷ cũng vội nói. Trương Sư Huynh đã nói như vậy, vậy chúng ta buổi chiều đều đi xem đi. Hy vọng lần này có thể cầm được thứ tự tốt, nếu không vị kim sư thúc kia sẽ càng xem thường sư phụ. Nhiếp Vân Dung cũng gật đầu nói. Vậy ta cũng đi nhìn. Sở tiểu tiểu gặp thế, có chút thất vọng nho nhỏ lại nhìn về phía lạc thanh chu một mực không nói gì nói sở sư huynh ngươi thì sao ngươi cũng muốn đi xem à lạc thanh chu nói ta không đi đao tỉ nhìn hắn một cái nhíu mày nói tiểu tiểu xem ra sở sư huynh nhà ngươi nguyện ý cùng ngươi đi tắm suối nước nóng bất quá ngươi phải cẩn thận người nào đó trông coi kẻ trộm sở tiểu tiểu cười nói sở sư huynh mới sẽ không dáng người ta lại không tốt, sở sư huynh mới không có hứng thú với ta. Trừ phi là đao sư tỷ đi, nói không chừng sở sư huynh mới có thể nhìn lén vài lần. Đao tỷ biểu môi nói. Nói không chừng có một ít người ai đến cũng đều không có từ chối. Nhíp Vân Dung ở một bên cười nói. Sở sư đệ, ngươi buổi chiều chuẩn bị đi nơi nào? Là bồi tiểu tiểu đi tắm suối nước nóng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, dừng một chút, nói. Thế nào, nếu như ta muốn đi nhiếp sư tỷ cũng muốn cùng đi sao đao tỷ có chút kỳ quái nhìn hắn một chút nhiếp vân dung cười nói ta không đi ta đi xem tỷ thí lạc thanh chu không nói gì thêm sau một lúc lâu nói buổi chiều ta muốn ở trong phòng tu luyện cũng không đi đâu cả đao tỷ thấp giọng nói muốn đột phá lạc thanh chu lắc đầu còn không có luôn cảm giác còn thiếu một chút gì đó trương viễn sơn nghe vậy mở miệng an ủi sở sư đệ đừng có gấp điều này nói rõ thời điểm còn chưa tới đợi sau khi thời điểm đến tự nhiên là có thể đột phá những người khác cũng an ủi vài câu ăn cơm trưa xong lại trôi qua một lát trương viễn sơn chào hỏi những người khác cùng đi xem tỉ thí sở tiểu tiểu thấy không có người đi cùng nàng tắm suối nước nóng tự nhiên cũng đi xem tỉ thí đao tỉ là người cuối cùng rời đi gặp những người khác ra cửa hết, tiến đến bên người Lạc Thanh Chu thấp giọng hỏi. Ngươi mấy ngày nay làm sao có thái độ khác lạ đối với nhiếp sư tỷ? Người ta đắc tội ngươi rồi. Lạc Thanh Chu đi vào gian phòng, cởi giày, khoanh chân ngồi xuống trên giường, nhắm mắt lại, không có để ý đến nàng. Đao tỷ cầm nắm đấm, đập một quyền vào vai hắn, cả giận nói. Sở phi dương, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Nhiếp sư tỷ người tốt như vậy, ngươi làm gì luôn luôn khó chịu nàng. Lạc Thanh Chu mở mắt ra, nhìn về phía nàng nói. Con người nàng hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá, không tốt đối với ta. Đao tỷ nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói. Có ý tứ gì? Người ta chỗ nào không tốt đối với ngươi? Ngươi mỗi lần giận người ta, người ta cũng không có tức giận đây. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói. Sư tỷ, ngươi chờ một lúc đi theo nàng, hẳn là sẽ biết nguyên nhân. Đao tỷ nghe xong càng thêm nghi hoặc. Lạc Thanh Chu nói: "Mau đi đi, chờ một lúc sẽ theo không kịp, ta còn muốn tu luyện, đừng quấy rầy ta." Đao tỷ lại nhìn hắn một chút, bán tính bán nghi ra khỏi gian phòng, bước nhanh đuổi kịp mấy người. Năm người cùng một chỗ đến quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Bất quá tỷ thí còn chưa có bắt đầu. Mấy người đang nghe Sở Tiểu Tiểu nói chuyện, nhiếp Vân Dung nói khẽ: ta đi tiểu tiện một chút chờ một lúc sẽ trở về nói xong quay người rời đi đợi nàng đi xa đao tỉ mang nghi hoặc đi theo nhiếp vân dung đi ra quảng trường đứng ở đằng sau một gian nhà liếc mắt nhìn hai phía lấy ra một khối ngọc thạch từ trong túi trữ vật vương tay chỉ viết cái gì ở phía trên đó đao tỉ lượn quanh một vòng trốn ở phía sau đại thụ cách đó không xa bên tay phải của nàng nhìn lén không bao lâu một thân ảnh cao gầy mà quen thuộc đi tới trước mặt nhiếp vân dung mặt mũi tràn đầy lãnh khóc nghe nàng thấp giọng nói chuyện đao tỷ nhìn thân ảnh yểu điệu kia rốt cuộc hiểu rõ trong phòng lạc thanh chu ngồi trong phòng một hồi cũng không tu luyện mà là lấy ra linh dịch nhỏ hai giọt linh dịch vào hai đầu ngón tay sau đó đứng dậy đi ra phòng nhỏ đóng cửa lại đi về phía sau núi hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể sao động bất an càng thêm rõ ràng hơn mấy ngày trước đây mà bên trong Đan Hải tự hồ có một loại lực lượng xa lạ khác đang cuộn trào nổi sóng. Cho nên hắn muốn tìm địa phương an tỉnh tu luyện. Về phần gian phòng nhỏ kia, khẳng định là đợi không được. Tin tức một mình hắn lưu lại phòng nhỏ, đoán chừng không cần một lát sẽ truyền ra ngoài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người nào đó chẳng mấy chốc sẽ đến phòng nhỏ tìm hắn. Hắn lần này nhất định phải thu hoạch được một thứ tự tốt, ít nhất phải để cao tầng tông môn chú ý tới hắn nếu không phiền phức rất nhanh sẽ tới hắn cảm giác lạc trường thiên đang hoài nghi hắn mà lại không phải hoài nghi bình thường thời gian lửa xém lông mày cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện nếu như có thể đột phá vào hôm nay tự nhiên có nắm chắc hơn thuận theo đường nhỏ gập ghềnh một mình lạc thanh chu đi về phía trước đợi hắn leo lên giữa sườn núi đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức ấm áp đập vào mặt lại đi một khoảng cách phía trước quả nhiên xuất hiện một suối nước nóng đầy sương mù bất quá lúc này đang ở vào buổi trưa cũng không có người đến ngâm tắm hắn không có dừng lại tiếp tục đi đến phía trước phía trước là một mảnh loạn thạch cương quái thạch lởm chởm hẳn là có không ít hang động không có người đi vào loạn thạch cương đang lúc hắn tìm kiếm hang động khắp nơi đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng kêu kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại phía trước có tiên vụ lượn lờ trong đó mơ hồ xuất hiện một cầu dây xích không biết thông đến nơi nào. Hắn do dự một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Một cơn gió lạnh đập vào mặt, phía trước lại là một vách đá vạn trượng. Phía dưới vách núi, sương trắng suy suy, sâu không thấy đáy. Mà ở trên vách đá, thì có một cây cầu nối do xích sắt và tấm ván gỗ dựng thành, một chỗ khác của cầu nối thì thông đến một ngọn núi khác. Đỉnh núi này giấu ở trong sương mù, mông lung, nhìn không rõ. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu kỳ quái kia lần nữa truyền đến lạc thanh chu thuận theo tiếng kêu nhìn lại trong sương mù ở chính giữa cầu sắt mơ hồ có một bóng người mặc váy đỏ đứng đấy tựa hồ đang kêu trên gì đó hắn đến gần mấy bước đột nhiên nghe được bóng người kia đang dùng một giọng dịu dàng hô công tử công tử mau tới đây đỡ tiểu nữ tử một chút chân tiểu nữ tử bị thương đi không được nữa lạc thanh chu kinh ngạc một chút liếc mắt nhìn hai phía lúc này mới phát hiện người kia tựa hồ đang lên tiếng nhờ hắn. Hắn hiếp hiếp con ngươi, đi tới đầu cầu, lần nữa định thần nhìn lại. Ở giữa cầu sắt, sương mù mông lung. Một nữ tử người mặc váy đỏ đang viện lan trang xích sắt, thân thể mềm yếu đứng ở nơi đó, thấy không rõ dung nhan, trong giọng nói tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn. Công tử, công tử, tới đỡ nô gia một chút. Nô gia đau chân quá. Lạc thanh chu nhìn thoáng qua chân dưới váy của nàng, phía trên mơ hồ mang theo dấu vết đỏ tươi. Công tử, vang cầu ngươi. Nữ tử vẫn đang nhẹ giọng cầu khẩn. Lạc Thanh Chu đứng ở đầu cầu nhìn thêm một hồi, ánh mắt nhìn về phía bia đá bên cạnh. Trên tấm bia đá viết mấy chữ lớn đỏ chót, khóa yêu phong, người rảnh rỗi chớ tiến vào. Trong lòng Lạc Thanh Chu cảm thấy kỳ quái. Loại trọng địa này như thế nào lại không có một người trấn giữ. Hắn lại nhìn nữ tử kia một chút, xoay người, chuẩn bị rời đi nữ tử đột nhiên thê lương kêu to công tử mau cứu nô gia nô gia không phải yêu quái nô gia chưa hề hại qua người công tử đã có thể xuyên qua trận pháp tới đây nhất định có thể cứu nô gia chỉ cần công tử cứu được nô gia nô gia nguyện ý làm nô làm tỳ hầu hạ công tử trận pháp lạc thanh chu nghe vậy trong lòng khẽ động ánh mắt nhìn về bốn phía bốn phía ngoại trừ quái thạch bộ dáng giữ tận ra chỉ có mấy lá cờ nhỏ màu trắng cắm ở trên mặt đất, những lá cờ nhỏ kia hiện lên một hình dạng chúng tinh cũng nguyệt, vây quanh một tảng đá lớn. Mặt ngoài khối cự thạch có khắc một vài phù văn kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là trận pháp nàng nói tới? Nhưng lúc hắn mới vừa tới, chỉ thấy sương trắng và cảm thấy một tia rét lạnh, tự hồ cũng không có cảm giác dị thường khác. Công tử, mau cứu nô gia, mau cứu nô gia. Lạc Thanh Chu không dám lưu lại, lập tức bước nhanh rời đi nữ tử kia gặp hắn không quay đầu lại rời đi lập tức từ một tiếng kêu to hai bên khóe miệng đột nhiên vỡ ra bộ dáng biến trở nên dữ tận đáng sợ lớn tiếng hét có giỏi thả bản tôn ra bản tôn muốn tiền dâm hậu sát toàn tông trên dưới lăng tiêu tông các ngươi một tên cũng không để lại lập tức bóng người của nàng đột nhiên tiêu tán mà thành sương trắng như xung quanh biến mất không còn tâm tích lạc thanh chu bước nhanh rời khỏi nơi đây tiến vào loạn thạch cương lại tìm một hồi nhìn thấy một cái hang, lập tức chui vào. Trước bình phục một hồi cảm xúc chập trùng, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu thôi động nội lực bên trong đang hải chậm rãi lưu chuyển xuyên qua huyệt khiếu bên trong kinh mạch. Huyết dịch sớm đã luyện hóa sạch sẽ, trong cơ thể xúc tích năng lượng đầy đủ từ lâu. Ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài, sớm đã được rót đầy năng lượng ngo ngoe muốn động, chỉ chờ thời khắc cuối cùng bộc phát ra, trợ hắn xông phá cánh cửa kia. Chướng ngại. Nhanh cũng sắp rồi. Trong lúc hắn tu luyện, nữ tử vừa rồi biến mất bên trên cầu sắt đột nhiên xuất hiện bên trong phòng giam dưới lòng đất khóa yêu phong. "Hồ bạn, có dò xét ra được cái gì không?" Bên trong lao thất khác đột nhiên có một giọng nói vang lên. Thần hồn nữ tử kia tung bay ở bên trên hành lang, tức giận nói. Nhìn thấy một tiểu tử nhân loại xâm nhập vào nơi này, hắn vậy mà không nhìn trận pháp bên ngoài cầu, không làm kinh động bất kỳ thủ vệ gì ta vốn muốn dẫn dụ hắn tới, chiếm cứ thân thể của hắn, sau đó trở lại cứu các vị đạo hữu, đáng tiếc tiểu tử kia quá cơ cảnh, không có leo lên cầu. Ai, đạo hữu quá vọng động, thần hồn ngươi hóa hình bị hắn nhìn thấy, nếu hắn báo cho thủ vệ, ngươi liền thảm. Ngươi bây giờ thế nhưng là hy vọng duy nhất của chúng ta nơi này. Không cần lo lắng, nhìn qua tiểu tử kia rất lạ lẫm, đoán chừng là trong lúc vô tình xông tới đây, hắn cũng không dám nói lung tung với người khác. Lúc này, bên trong lao thất một bên khác đột nhiên truyền đến một hồi tiếng tê tê, lập tức, âm thanh của một nữ tử vang lên. Hồ đạo hữu, có thể nghĩ biện pháp thông báo tiền bối khác của yêu tộc hay không? Nghe những thủ vệ kia nghị luận, hiện tại đại quân yêu tộc chúng ta đang phản công các đại thành trì, muốn chiếm lại địa bàn, tiền bối yêu tộc khác biết được, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ai, trên cầu có trận pháp, bên ngoài cũng có trận pháp, ta mặc dù vụn trộm khôi phục một chút tu vi, có thể thần hồn xuất khiếu, nhưng thực sự đi qua không được. Còn phụ thân vào động vật nhỏ, trên người những thủ vệ kia đều mang pháp khí, ta cũng không dám mạo hiểm. Bên trong lao thất khác cũng đều lần lượt phát ra tiếng thở dài. Hồ đạo hữu, mau trở lại, có thủ vệ đến rồi. Bên trong lao thất phía trước nhất đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn. Vừa nghe lời này, thân ảnh nữ tử tung bay ở bên trên hành lang đột nhiên chui vào bên trong lao thất bên cạnh, không thấy bóng dáng đống loạn thạch trong nham động. Lạc Thanh Chu vẫn đang tu luyện. Mà trên lôi đài ở bên ngoài quảng trường, đệ tử võ sinh mới đã bắt đầu tỉ thí. Nhiếp Vân Dung trở lại trên quảng trường, giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, tươi cười đầy mặt nói chuyện với Sở Tiểu Tiểu. Đào Tỷ sớm đã trở về nhìn nàng một cái, cũng giả bộ như cái gì cũng không biết. Mà thân ảnh gặp mặt Nhiếp Vân Dung kia đứng ở trên quảng trường nhìn tỉ thí một hồi, liền cắt đuôi hộ vệ một mình đi tới chỗ phòng ốc được sắp cho đám đệ tử mới nàng tin chuẩn tìm được gian phòng nào đó ở bên ngoài nghe lén một hồi sau đó đi qua gõ cửa trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì nàng lại gõ cửa mấy lần giọng lạnh lùng nói sở phi dương ta biết ngươi ở bên trong nhanh mở cửa bản quận chúa có tin tức phải nói cho ngươi thì ra người này đúng là nam cung mỹ kêu đi theo võ giả hoàng gia đến lăng tiêu tông đông Đông. Đông. Trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Nam cung Mỹ kêu lại đá mấy lần, đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra, trong lòng cảm thấy không đúng, lập tức vọt vào. Nhưng bên trong ba cái gian phòng đều không có một ai. Nam cung Mỹ kêu đứng ở trong phòng kinh ngạc trong chốc lát, trong lòng đột nhiên khẽ động, suy nghĩ lời nhíp Vân Dung vừa rồi nói với nàng. Sư phụ nói đằng sau có một chỗ suối nước nóng, tiểu sư muội lúc đầu muốn đi đằng sau tắm suối nước nóng muốn sở sư đệ đi qua hỗ trợ trong suối nước nóng. Trong mắt Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên hiện lên một đạo hàng mang. Có suối nước nóng, khẳng định có người ở bên trong tắm rửa. Tên kia sẽ không vụng trộn chạy đi xem người khác tắm rửa đó chứ. Suy nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức ra khỏi phòng nhỏ, dọc theo đường nhỏ bên cạnh, đi đến dốc núi phía sau. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, leo lên dốc núi, đóng loạn thạch, cây bụi tươi tốt một cổ khí nóng đập vào mặt đồng thời phía trước đột nhiên truyền đến một trận ba 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 tiếng bọc nước nổ tung cùng âm thanh của một nữ tử nam cung mỹ kêu biến sắc lập tức bước nhanh đi tới phía trước nham thạch sương mù mờ mịt xuất hiện một suối nước nóng bên trên nham thạch có váy áo của nữ tử và quần áo của nam tử đã cởi ra đồng thời bọc nước trong đầm văng khắp nơi hai bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện mặc dù thấy không rõ khuôn mặt lại có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn sắc mặt nam cung mỹ kêu đầy âm trầm tay cầm chui roi bên hông ở đằng sau nham thạch do dự nửa ngày đột nhiên xoay người chuẩn bị rời đi nhưng đúng vào lúc này nữ tử kia lại thở hổn hển nũng nịu nói sư huynh chờ ngươi trở về liền viết thư bỏ vợ gửi cho tiện nhân nương tử kia của nhà ngươi cưới sư muội có được hay không lạc nam cung mỹ kêu nghe xong lời này cân tức tràn ngập trong lòng cũng nhịn không được nữa, quay người lướt tới, trường tiên trong tay vung lên, đột nhiên hung hăng quật xuống hai người trong đầm nước. Ba. Một tiếng vang giòn, bọc nước tứ tung. Hai người trong nước đang đến thời khắc kịch liệt, nào ngờ bên bờ lại đột nhiên có một người lao ra, không nói hai lời đã quăng tới cho bọn hắn một roi. Hai người cũng không có mặc quần áo, mà nam cung Mỹ kêu phẫn nộ xuất thủ, gai ngược trên roi đều dựng lên. Đánh xuống một roi này, trực tiếp đánh hai người da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Hai người đều ra, kêu thảm một tiếng, vừa hải vừa sợ tách ra, tưởng rằng vị chấp pháp sư thúc của tông môn đi ngang qua, ở trong nước bị hù mặt không còn chút máu, trung lẫy bẫy. Nam cung Mỹ kêu đứng bên bờ, vừa đánh xong một roi mới phát hiện đánh sai người, ngốc trệ một chút, đang lúc không biết kết cục như thế nào, gặp hai người hoảng sợ phát trung, tâm niệm vừa động, lập tức quát. Hai người các ngươi là đệ tử bên trên ngọn núi nào? có biết môn quy lăng tiêu tông ta hôm nay là ngày tông môn cử hành tỷ thí bốn đại tông môn khác cùng người của triều đình đều đến quan sát hai người các ngươi lại không biết xấu hổ ở chỗ này làm chuyện cẩu thả nếu bị khách nhân nhìn thấy mặt mũi lăng tiêu tông để vào đâu hai người thấy rõ mặt mũi của nàng lúc đầu đang nghi hoặc nghe nàng nghĩa chính ngôn từ quát hỏi lập tức càng thêm sợ hãi cứ nghĩ là chấp pháp giả của tông môn nam tử kia vội vàng chắp tay cầu khẩn Vị sư tỷ này, chúng ta sai, chúng ta là đệ tử mới tới hôm nay, không biết được quy củ, cho nên mới ở chỗ này. Cầu sư tỷ tuyệt đối đừng nói cho chấp pháp đường, tuyệt đối đừng báo cho sư phụ chúng ta. Nữ tử kia cũng khóc lóc cầu xin tha thứ. Lập tức lên bờ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam cung Mỹ kêu lại quát một tiếng, trường tiên trong tay ba hất lên, trực tiếp đánh vỡ nát nham thạch bên cạnh, quấn lại trường tiên lên trên bờ eo nhỏ nhắn, lạnh mặt quay người nhanh chân rời đi. Hai người trong đầm thấy thế, nơi nào còn dám chờ lâu, cuốn quyết, chịu đựng đau đớn, hoảng sợ run rẩy mặc quần áo vào. Nam tử trẻ tuổi kia vừa rồi đang ở thời khắc mấu chốt, bị chuyện này dọa giật mình, trực tiếp bị hù mềm nhũng, sau khi mặc quần áo tử tế, cầm giày, co cẳng liền chạy. Nữ tử cũng theo ở phía sau, hốt hoảng mà chạy. Hai người hôm nay mới vừa lên núi, thừa dịp sư huynh sư tỷ đi xem tỷ thí, chuẩn bị đến đằng sau yêu đương vụn trộm, phát hiện chỗ này có suối nước nóng, lập tức vô cùng hưng phấn cởi sạch quần áo xuống nước ân ái, ai ngờ lại đột nhiên gặp chuyện như vậy, quả thật không may. Nam Cung Mỹ kêu gặp hai người rời đi, mới đi ra từ đằng sau một khối nham thạch cách đó không xa, âm thầm thở dài một hơi, lập tức nhìn quanh trái phải, nhíu lông mày, tiếp tục đi lên núi. Mới vừa đi một khoảng cách, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt. a à, phía trước tựa như là một vách núi, tên kia sẽ không trốn ở nơi đó chứ nam cung mỹ kêu thuận theo đường nhỏ gập ghềnh đi tới vách núi phía trước mây mù lượn lờ mông lung giống như tiên cảnh nhưng rất nhanh nàng phát hiện không đúng phía trước nhìn rõ ràng gần như vậy nhưng nàng đi hồi lâu mắt thấy càng ngày càng gần nhưng chính là không đến được phụ cận nàng lại đi trong chốc lát đột nhiên dừng bước trận pháp trong lòng nàng kinh nghi không còn dám đi về phía trước lập tức quay người trở về đường cũ. Nhưng nàng đi hồi lâu, vậy mà không nhìn thấy chỗ suối nước nóng kia, đồng thời, nàng phát hiện nham thạch bốn phía cũng không biến hóa. Đợi nàng xoay người, phát hiện vách núi trước mặt vẫn như cũ gần trong gan tất, giống như khoảng cách với nàng chưa bao giờ thay đổi. Sắc mặt nàng đột biến, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nàng đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy lên nham thạch bên cạnh, đi về một phương hướng khác. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ, sương trắng bốn phía đột nhiên biến thành sương mù màu đen, tia sáng trong nháy mắt tối xuống. Trong nháy mắt ba ngày biến thành đêm tối. Ô! Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, lập tức, từng tiếng quỷ khóc sói gào, từ bốn phía âm thầm truyền đến. Tiếp theo, từng đôi mắt tinh hồng âm thầm xuất hiện ở bốn phía. Sắc mặt nam cung Mỹ kiêu trắng bệt, rút ra roi bên hông. Ô! Đúng vào lúc này, trong góc tối bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, hung ác đánh tới nàng. Ba! Nam cung Mỹ kêu đánh tới một roi, trực tiếp đánh con tiểu quỷ kia một phân thành hai, hóa thành hư không. Đột nhiên, bốn phía càng nhiều quỷ quái dữ tận nhào tới. Nam cung Mỹ kêu một bên chạy về phía trước, một bên quơ roi trong tay, âm thanh roi da vang dội cùng tiếng quỷ quái thét chói tai không ngừng bắn vọt mà nhĩ cùng não hải của nàng tinh thần của nàng rất nhanh mỏi mệt suy yếu roi da trong tay cũng chậm dần xuống nhưng bốn phía đầy quỷ quái vẫn như cũ giống như vô cùng vô tận há miệng đầy răng nanh trừng đôi mắt tinh hồng quơ lợi trảo gào thét quỷ dị đánh tới phía nàng bên trên nham thạch to lớn cách đó không xa hai lão giả mặc áo bào xám đang đứng ở đó nhìn một màn phía dưới sư huynh nữ tử này giống như cũng không phải đệ tử lăng tiêu tông ta hẳn là hôm nay đến tông môn làm khách đã thương nàng không tốt lắm đâu. Không sao, chính nàng bước vào cấm địa, nên cho nàng một chút giáo huấn. Bên trên nham thạch chỗ dốc núi có đặt một tấm bia đá ở bên ngoài trận pháp, viết rất rõ ràng, nơi đây là cấm địa của Lăng Tiêu tông ta, nàng đã không nhìn, vậy bây giờ chúng ta cũng không nhìn nàng là được. Sư huynh, trên núi hôm nay có hơi nhiều sương mù, ta đoán nàng không có nhìn thấy. Đợi thêm nửa canh giờ nữa đi, đợi nàng sức cùng lực kiệt, thần hồn suy yếu, lại đưa nàng đi đưa về chỗ trưởng bối của nàng nơi đó chỉ sợ chờ một lúc nàng bị thương hoặc là thần hồn bị thương nặng chúng ta không có cách nào bàn giao chúng ta cần bàn giao cái gì chúng ta chỉ trông coi nhà tù trận pháp này cũng không phải chúng ta bày ra nàng cũng không phải do chúng ta mời tới tự tiện tiến vào cấm địa lăng tiêu tông ta nên cần bàn giao là trưởng bối nhà nàng mà không phải chúng ta sư đệ không cần lo lắng chúng ta lại nhìn một hồi Ta vừa muốn nhìn một chút quy lực trận pháp này. Lúc trước ta tiến vào, cũng một mực chưa hề đi ra, nghe nói mỗi người vào gặp được cảnh tượng cũng khác nhau, không biết nàng bây giờ thấy được cái gì. Nghe tập sư Thúc nói, trận pháp này được sửa chữa từ một trận pháp thượng cổ tàn phá, quy lực cực lớn, cho dù võ giả cảnh giới đại võ sư tiến vào bên trong cũng rất khó đi ra. Cuối cùng chỉ có thể mệt đến sức cùng lực kiệt, hôn mê, không biết thực hư tự nhiên thật không phải lúc mấy người viên sư huynh thẩm vấn những yêu vật kia cũng không xác nhận với chúng ta rằng trận pháp phải chăng đã hoàn toàn quan bế cũng chỉ có những đám tiểu bối này người không biết không sợ không biết hung hiểm bên trong sư huynh cảm thấy nữ hài này có thể kiên trì bao lâu đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ nếu như nàng đánh động âm binh quỷ tướng lợi hại nhất trong đó đoán chừng trong chốc lát sẽ muốn ngã xuống a à, sư huynh giống như lại có người tiến đến Hoàn toàn chính xác, lại có một tên đệ tử tiến đến, nhìn quần áo của hắn, hẳn là đệ tử tông môn chúng ta lần này mới chiêu thu, không biết là thủ hạ của sư huynh đệ nào. Hừ, lá gan của đệ tử mới hiện tại càng lúc càng lớn, không cần phải để ý đến hắn, chờ hắn hôn mê, đưa hắn đến chấp pháp đường, để sư phụ hắn đi đón hắn. A, à, sư huynh, ngươi mau nhìn, tiểu tử kia giống như không có bị huyễn cảnh mê hoặc, vậy mà trực tiếp đi về phía nữ hài kia hai người đứng trên đá lớn ngưng mắt nhìn lại sợ hãi nghi ngờ không thôi tiến vào trận pháp dĩ nhiên chính là lạc thanh chu đang tu luyện trong nham động ở chỗ đóng loạn thạch cách đó không xa hắn vừa tiến vào trạng thái tu luyện không lâu đã nghe thấy nơi này truyền đến tiếng roi da quen thuộc lập tức chạy tới chờ hắn đi tới nhìn một chút vị nam cung quận chúa kia đang sắc mặt trắng bệch giống như điên đang quơ roi da trong tay đang cuột khắp nơi một bên đánh một bên chạy nhìn bộ dáng dường như đang rất thất kinh thế nhưng bốn phía không có cái gì chỉ có từng đợt âm phong cùng nham thạch với bộ dáng dữ tợn bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức nơi này không đúng liên tưởng đến lời yêu quái vừa rồi nói nơi này hẳn là chỗ trận pháp mà đoán chừng vị nam cung quận chúa kia đã động vào cơ quan trận pháp đang ở bên trong huyễn cảnh lại hoặc là gặp được thứ gì đó mà chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy lạc thanh chu không dám chần chờ bước nhanh tới một bên tới gần một bên lớn tiếng nói quận chúa, đứng ở nơi đó không nên động. Sắc mặt nam cung Mỹ kêu trắng bệt, toàn thân đổ đầy mồ hôi, đang đối mặt với lít nha lít nhít quỷ quái đen kịp một màu với gương mặt dữ tận, nàng càng chém giết, quỷ quái càng nhiều, mà tự hồ càng thêm cường đại, nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe được nơi xa xôi truyền đến một giọng nói quen thuộc. Âm thanh kia giống như ở chân trời, lại giống như vang lên ở trong đầu. Nàng xem xét trái phải, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen đáng sợ cùng quỷ quái mãnh liệt như nước thủy triều. 3. Nàng dơ roi da, hung hăng quất vào một đầu quỷ quái, suy nghĩ sẽ chết ở chỗ này, trong lòng lập tức chua chua, khóc nói. Sở phi dương, ngươi tên hỗn đảng này, ta cho dù làm quỷ cũng muốn cuốn lấy ngươi. Ai ngờ vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, ôm lấy nàng, nói. Tại sao quận chúa phải cuốn lấy ta? Nam cung Mỹ kêu lập tức cứng đờ, nhìn hắn chầm chầm thêm vài lần, đột nhiên đánh một roi tới hắn, cả giận nói. Ảo giác! Ngươi là tiểu quỷ biến thành, không cho phép đụng ta. Lạc thanh chu bắt lại roi của nàng, một tay ôm chặt eo nhỏ của nàng, thả người nhảy lên, nhảy lên một khối nham thạch bên cạnh, lập tức quanh một quyền đánh ra. Tư! Một đạo thiểm điện xẹt qua. Bóng đen trước mắt nam cung Mỹ kêu đột nhiên bị chiếu sáng, đám tiểu quỷ giữ tận bốn phía trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích. Giống như mặt trời vạch phá đêm tối, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nam cung Mỹ kêu bị chói mắt mở không ra, lại rõ ràng cảm giác được cánh tay đang ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của mình, là quen thuộc và ấm áp cỡ nào. Đồng thời, khí tức bên người cũng rất quen thuộc và để nàng hưng phấn nhất. Quận chúa, mở to mắt nhìn, ta đến cùng là tiểu quỷ hay là người lạc thanh chu ôm nàng đứng bên trên nham thạch nhìn gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi của nàng nhạo báng hỏi thăm nhưng một giây sau hắn đột nhiên cứng đờ nam cung mỹ kêu bắt lại mệnh môn của hắn sau đó chậm rãi mở hai mắt ra nhìn hắn nói bản quận chúa không cần mở to mắt thì có thể biết ngươi đến cùng là người hay quỷ lạc thanh chu nam cung mỹ kêu nhìn gương mặt phổ thông lại sáng rỡ của hắn dưới ánh mặt trời hơi nhếch khóe môi trong mắt tràn đầy ý cười trên người nàng đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này thân thể mềm nhũng, dán ở trong ngực hắn, gương mặt dán vào bộ ngực của hắn, nói khẽ. Sở phi dương, ngươi lại cứu bản quận chúa, bản quận chúa không thể báo đáp, chỉ có thể lấy. Quận chúa, không thể dùng thân báo đáp. Lạc thanh chu vội vàng ngắt lời nàng. Nam cung Mỹ kêu dương lên khuôn mặt nhỏ với vài sợi tóc dính đầy mồ hôi, kiều mị động lòng người nói sở phi dương sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy tự mình đa tình như thế bản quận chúa lúc nào nói muốn lấy thân báo đáp bản quận chúa nói đúng là lấy tay báo đáp nói rồi động mấy lần toàn thân lạc thanh chu cứng ngắc nói quận chúa không cần nam cung mỹ kêu đột nhiên lại nói a bản quận chúa kém chút quên đi sở công tử không thích tay sở công tử thích chân sở công tử ngươi có muốn quỳ trên mặt đất giúp bản quận chúa cởi xuống vớ giày hay không? Bản quận chúa sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Quận chúa, có người nhìn, tựa như là người thủ trận pháp, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nam Cung Mỹ kêu hiếp hiếp con ngươi, quay đầu, liếc mắt nhìn hai phía, cũng không nhìn thấy người. Nhưng nàng biết, nàng vừa rồi rơi vào trận pháp, khẳng định kinh động đến người của Lăng Tiêu Tông năm ngón tay của nàng nắm chặt mệnh môn của hắn nói sở phi dương vậy ngươi nói cho ta tại sao ngươi muốn cứu ta ta sẽ thả ngươi lạc thanh chu đang muốn trả lời nàng lại nói chỉ cho ngươi một cơ hội nếu ngươi trả lời sai hoặc trả lời khiến bản quận chúa không hài lòng ngươi phải biết hậu quả lạc thanh chu cứng ngắc trầm ngâm một chút nhìn thẳng con ngươi ngập nước của nàng nói bởi vì quận chúa xinh đẹp vóc người đẹp ta không đành lòng nhìn quận chúa bị thương nữ nhân đều thích người khác khen nàng xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp lại càng như thế cho nên coi như trả lời sai lầm đối phương cũng tuyệt đối cao hứng đối phương cao hứng đương nhiên sẽ không quá mức làm khó hắn nam cung mỹ kêu hiếp hiếp con ngươi nói bản quận chúa không hài lòng lắm về câu trả lời này trong lòng lạc thanh chu siết chặt đang chuẩn bị nói đáp án chính xác tuyệt đối một kích trí mạng thứ hai nam cung mỹ kêu đột nhiên buông lỏng hắn ra nói bất quá coi như vừa đủ, qua loa. Cho nên, tha cho ngươi. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, không có nói thêm nữa, nhìn nham thạch to lớn cách đó không xa một chút, ôm chặt lấy nàng, nhảy xuống, lập tức bước nhanh rời đi. Mặc dù hắn không có thấy cái gì bên trên khối nham thạch to lớn kia, nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác được nơi đó có hơi thở ba động. Có người đang đứng ở nơi đó. Thần hồn của hắn bây giờ đã là luyện thần cảnh hậu kỳ, điểm ấy ba động tự nhiên không gạt được hắn. Nếu như thần hồn của hắn xuất khiếu, hoặc vận dụng hồn lực, có lẽ có thể thấy rõ ràng. Nhưng không cần. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ quá nhiều. Đợi hai người đi xa, bên trên khối nham thạch to lớn kia mới xuất hiện hai thân ảnh người mặc áo bào xám. Sư huynh, tiểu tử kia đến cùng có địa vị ra sao, vậy mà không nhìn trận pháp, tới lui tự do, hơn nữa còn một quyền đánh tan huyễn cảnh trước mắt nữ tử kia, Trận pháp này thế nhưng là viên sư thúc bọn hắn phí hết mấy năm công phu mới tu bổ được từ trong trận pháp thượng cổ bị tàn phá kia ra. Một lão giả dáng người hơi lùn trong đó hiện ra mặt mũi tràn đầy khó tin, ánh mắt vẫn như cũ kinh nghi bất định nhìn thân ảnh mông lung đã đi xa ở trong sương mù phía xa. Một lão giả khác dáng người tương đối cao bên cạnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Còn có một điều mà ngươi không có nói, tiểu tử kia vừa rồi giống như phát hiện chúng ta. Thân pháp chúng ta ẩn nấp lại thân ở trong trận pháp cho dù là đại võ sư cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác sư huynh làm sao bây giờ chuyện này khẳng định phải lên báo tông môn có lẽ trận pháp xảy ra vấn đề không thể nào là trận pháp xảy ra vấn đề tiểu tử kia hiển nhiên không tầm thường nếu là đệ tử mới lần này lên núi vậy đối với tông môn chúng ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt đáng được ăn mừng sư huynh cảm thấy nên làm cái gì hừ lấy bản sự của tiểu tử này tiến vào nội môn dư xài lần này căn bản cũng không cần tỉ thí hắn vừa rồi ra một quyền kia tựa như là bôn lôi quyền phổ thông nhưng lại đánh ra lôi điện phúng phúng mà từ lực lượng một quyền vừa rồi kia của hắn đến xem hắn sớm nên đột phá đến võ sư hậu kỳ nhưng không có đột phá vậy biểu thị hắn hiện tại có thể vượt cấp chiến đấu có thiên phú ẩn tàng tiềm lực vô tận sư đệ ngươi trước đừng nói cho người khác Ta đi bắt vọng phong thông báo sư phụ, hạt giống tốt thế này, tự nhiên không thể tiện nghi phong khác, có lẽ sư phụ gặp sẽ trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền cũng khó nói. Được, sư huynh nhanh đi, ta đi một chút xem hắn là phân đà nào, chờ một lúc. Thế nào? Hai người đối thoại, đột nhiên ngừng lại. Bên trên một khối nham thạch to lớn bên cạnh chẳng biết lúc nào lại đột nhiên vô thanh vô tức có một nữ tử đang đứng, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn. Lệnh lệnh hồ sư muội ngươi tới từ khi nào hai người xấu hổ cười một tiếng tự hồ có chút sợ hãi đối với nữ tử trước mắt nữ tử kia mặc một bộ áo xanh dáng người cao gầy nhìn qua chỉ có 20 tuổi trên mái tóc rối tung đơn giản cắm một chiếc trâm gỗ giữa eo thon treo một linh tiêu màu xanh chỗ sâu trong con ngươi băng lãnh giống như có hai kiếm ảnh đang vần quanh nàng nhìn chằm chằm hai người một hồi thản nhiên nói người ta muốn nếu như ai muốn đoạt với ta đi kiếm phong tìm ta nói xong thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa hai người đứng bên trên nham thạch hai mặt nhìn nhau trên quảng trường tiếng người huyên náo trên lôi đài tự hồ có đệ tử phát huy vượt mức bình thường dẫn tới mọi người dưới đài nhiệt liệt thảo luận lạc thanh chu mang theo nam cung mỹ kiêu về tới phòng nhỏ để nàng nghỉ ngơi một hồi sắc mặt nam cung mỹ kiêu có chút tái nhật tinh thần cũng có chút uể oải Vừa rồi đi đường, nàng kém chút té ngã, nhìn ra thể lực và tinh thần đã tiêu hao quá nhiều, hoàn toàn cần nghỉ ngơi một hồi. Lạc Thanh Chu lấy ra một tấm ga giường mới tinh từ trong túi trữ vật, trải ở trên giường, sau đó viện nàng ngồi lên. Hắn biết vị quận chúa này có bệnh thích sạch sẽ. Nam Cung Mỹ kêu nhìn ga giường trắng ngoãn một chút, hiếp hiếp con ngươi, nhìn hắn nói. Sở phi dương, ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế, có phải hay không bất cứ lúc nào đều chuẩn bị làm chuyện xấu ở phía trên? Lạc Thanh Chu cao mày nói. Chẳng lẽ trong những chứa đồ của quận chúa không có những đồ dùng hàng ngày cơ bản này? Nam Cung Mỹ kêu hừ lạnh nói. Đương nhiên không có. Chí ít không có ga giường trắng như vậy, giống như là bố trong trắng. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý tới nàng, ra ngoài rót cho nàng một chén nước trà. Nam Cung Mỹ kêu lại nhìn hắn một chút, đưa tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, lại oán giận nói sở phi dương đều tại ngươi ngươi không an ổn đợi ở trong phòng chạy loạn khắp nơi cái gì nếu ngươi không chạy loạn khắp nơi bản quận chúa cũng sẽ không rơi vào trận pháp kém chút chết ở nơi đó lạc thanh chu không có tranh luận lại đi ra ngoài rót cho nàng một chén nước trà nói đúng vậy đều tại ta quận chúa nhanh nghỉ ngơi đi nam cung mỹ kêu tiếp nhận chén trà lại uống một hơi cạn sạch chậm chậm ngẩng đầu nhìn hắn nói sở phi dương lạc trường thiên đã hoài nghi ngươi kinh đô truyền đến tin tức có cẩm y vệ đi dạo bốn phía tần phủ không biết có phải đang hoài nghi thân phận của ngươi hay không ngày mai lúc ngươi tỉ thí cần phải thu tay lại ta cảm thấy thứ tự và ban thưởng là thứ yếu nếu như ngươi muốn báo thù tạm thời cũng không cần bại lộ toàn bộ thực lực bằng không nếu hắn nhìn thấy thực lực chân thật của ngươi đoán chừng sẽ càng thêm hoài nghi mà ngươi về sau muốn báo thù chỉ sợ sẽ khó hơn Lạc Thanh Chu nghe vậy, trầm mặt một chút, nói. Những cẩm y vệ kia có thể tiến vào tầng phủ xem xét hay không? Nam cung Mỹ kêu cởi giày ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, lôi kéo váy của mình, muốn che khuất chân, nhưng váy quá ngắn, cũng không có che hết. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói. Yên tâm đi, lần trước trưởng công chúa ở ngay trước mặt thánh thượng cho bọn hắn giáo huấn, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không dám quên, trừ phi trưởng công chúa rời khỏi kinh đô. Mà cửu ma ma cũng ở trong phủ, Lạc Trường Thiên lại không có ở đó, những cẩm y vệ kia coi như to gan, cũng không dám đi vào. Lạc Thanh Chu xoay người, đưa lưng về phía nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: "Tỷ thí lần này, ta muốn đạt thứ tự tốt. Nếu như có thể để cao tầng tông môn chú ý, hoặc được thu làm đệ tử nội môn, thân phận của ta bây giờ hẳn sẽ không có vấn đề." Nếu không Lạc Trường Thiên khẳng định sẽ vinh vào thân phận ta không rõ làm lý do, tiếp tục điều tra ta, hoặc đuổi ta ra khỏi kinh đô. Hắn chỉ cần một mực truy ra thân phận này, ta khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn nói. Sở Phi Dương, rất khó trở thành đệ tử nội môn, ngươi vừa gia nhập Lăng Tiêu Tông, còn chưa có khảo thí, người ta dựa vào cái gì để đưa ngươi vào nội môn. Theo ta được biết, chỉ có khi tiến vào ngoại môn hơn 3 năm, hoặc là đệ tử có cống hiến to lớn cho tông môn, lại danh tiếng truyền xa, mới có thể gia nhập nội môn. Còn đệ tử thân truyền, thì khó càng thêm khó. Thân phận của ngươi không rõ lại vừa gia nhập tông môn không lâu, ai cũng không biết ngươi có trung thành với tông môn, có lẽ ngươi là gian tế do tông môn khác phái tới thì sao? Cho nên, coi như ngươi thu hoạch được thứ tự tốt trong tỷ thí lần này, tối đa cũng chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện và tông môn tăng cường bồi dưỡng, muốn trực tiếp gia nhập nội môn chỉ sợ rất khó còn có sở phi dương ngươi làm gì quay lưng lại với ta mà nói chuyện không dám nhìn ta sao xoay người lại lạc thanh chu xoay người lại nhìn mặt của nàng nhìn không chớp mắt nói quận chúa tu vi của ta là võ sư trung kỳ ta tự nhiên sẽ chỉ dùng thực lực võ sư trung kỳ về phần những thứ khác ta chắc chắn sẽ không bại lộ những thứ khác nam cung mỹ kêu hiếp hiếp con ngươi nhìn hắn nói ngoại trừ thực lực võ sư trung kỳ ngươi còn có những thứ khác sao nói nghe một chút lạc thanh chu không tiếp tục để ý tới nàng chắp tay nói quận chúa nhanh nghỉ ngơi đi ta ở bên ngoài giúp ngươi trông coi đang muốn rời đi nam cung mỹ kêu đột nhiên nói sở phi dương không cho phép ngươi ở bên ngoài ngươi an vị ở chỗ này trông coi nếu không ta ngủ không được nói rồi nàng vỗ vỗ mép giường ngồi ở chỗ này lạc thanh chu nhìn nàng một cái đang lúc chần chờ nam cung mỹ kêu dời người thân thể khẽ đảo nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại nói đừng sợ bản quận chúa thật sự mệt mỏi sẽ không khi dễ ngươi ngươi ngồi bên cạnh ngửi được mùi của ngươi bản quận chúa mới có cảm giác an toàn lạc thanh chu nhìn nàng nhắm hai mắt lại lông mi rung động cùng tư thái yểu điệu lồi lõm chập trùng dừng một chút đi đến bên giường ngồi xuống đưa lưng về phía nàng nói khẽ quận chúa cảm ơn ngươi làm tất cả vì ta nam cung mỹ kiêu nhắm mắt lại nói chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng lạc thanh chu không nói gì thêm nam cung mỹ kiêu mở mắt ra nhìn phía sau lưng hắn đột nhiên nói sở ca ca ta lạnh lạc thanh chu giật mình quay đầu nhìn nàng bộ ngực nam cung mỹ kiêu cao ngất có chút phập phồng hai con ngươi làng thu thủy nhẹ nhàng nhìn hắn, lại nói. Chân cũng rất lạnh. Lạc thanh chu thu hồi ánh mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra chăn mền, trùng lên trên người nàng, nói. Như thế chắc sẽ không lạnh nữa. Nam cung Mỹ kêu nhắm mắt lại, không còn để ý đến hắn. Lạc thanh chu đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trong tai nghe trên quảng trường nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, trong đầu suy nghĩ về trận tỷ thí ngày mai quận chúa nói không sai có lạc trường thiên ở đây thật sự hắn không thể bại lộ quá nhiều thực lực nếu không phải đối phương có cảnh giác hắn lại muốn báo thù chỉ sợ sẽ khó hơn nhưng nếu như không đạt thứ tự tốt hắn nên làm như thế nào lợi dụng lăng tiêu tông để tự vệ đây đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn khác biệt không chỉ có riêng tài nguyên tu luyện và tông môn coi trọng có thân phận đệ tử nội môn dù thật điều tra ra hắn giết người triều đình cũng không dám tự tiện chủ trương giết hắn, đoán chừng cũng cần tông môn đồng ý mới thẩm tra. Chỉ cần không có bằng chứng, chỉ cần tông môn coi trọng hắn, vậy tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng theo lời quận chúa vừa rồi, muốn trở thành đệ tử nội môn trong tỷ thí lần này, đoán chừng không quá hiện thực. Như vậy, hắn đến cùng có nên toàn lực ứng phó hay không? Có lẽ thu được thứ tự tốt, có càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể càng nhanh tấn cấp, sau đó báo thù giết chết cả nhà Lạc Diên Niên, giải quyết tất cả phiền phức. Lại có lẽ, hắn bại lộ thực lực chân chính, đối phương đã sớm chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, hắn sẽ không còn cơ hội. Lạc Trường Thiên hôm nay tự mình đến, đoán chừng ngoại trừ nhiệm vụ của thánh thượng ra, còn muốn tự mình xem thực lực chân chính của hắn cùng công pháp chiêu thức mình sử dụng. Hắn chắc chắn sẽ không bại lộ Ngưu Ma thần công. Bởi vì đêm đó đi ám sát Lạc Ngọc, hắn dùng ngưu ma thần công lúc giao thủ cùng lạc diên niên cũng dùng ngưu ma thần công lạc diên niên khẳng định sớm nói cho lạc trường thiên về chiêu số của hắn cho nên hắn một khi bại lộ công pháp này vậy chắc chắn hắn là hung thủ ám sát lạc ngọc sở phi dương không cho phép không cho phép trắng lúc hắn đang suy nghĩ trên giường sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nam cung quận chúa nói mớ hắn quay đầu nhìn thoáng qua nam cung quận chúa đã ngủ Lúc này đang có chút cau mày, tựa hồ đang nằm mơ. Lạc Thanh chu giật mình, đóng cửa sổ lại. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ lập tức giảm đi một chút. Hắn đi đến bên giường, nhìn quận chúa trong lúc ngủ mơ, suy nghĩ đến từng ly từng tí khi lần đầu tiên gặp mặt nàng đến bây giờ, không khỏi thở dài một hơi. Lại qua một lát. Hắn ngồi xuống bên giường, nhắm hai mắt lại, quyết định tiếp tục tu luyện. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh thời gian lặng lẽ trôi qua. Lôi đài trên quảng trường phía ngoài vẫn đang tiến hành tỉ thí đặc sắc mà kịch liệt. Có người quẻ quải xuống đài, có người xuân phong đắc ý. Quần chúng dưới đài có đệ tử mới, có đệ tử cũ, cũng có các đại môn phái đến đây làm khách nhân quan chiến. Mặt trời rất nhanh từ chín không, dần lao xuống đỉnh núi phía tây. Lạc Thanh Chu đang tu luyện đột nhiên cảm thấy cổ có chút ngứa, đồng thời, một hồi khí tức ấm áp phả vào cổ hắn. Hắn lập tức thu công quay đầu nhìn lại. Nam cung Mỹ Kiêu đã tỉnh, lúc này đang ngồi quỳ chân ở phía sau hắn, cầm trong tay một lọn tóc của mình, chọc chọc cổ của hắn, gặp hắn quay đầu, ánh mắt sâu kín nói: "Sở Phi Dương, ta vừa rồi khi tỉnh lại, phát hiện vớ chân của mình bị cởi hết, quần áo trên người cũng không chỉnh tề, đầu cũng hơi loạn, trên người cũng đau, ngươi phải chịu trách nhiệm." Lạc Thanh Chu lập tức xuống giường, cách xa nàng nói: "Thứ nhất, ta không có cởi bất kỳ vật gì của ngươi, thứ hai, ta cũng không có đụng bất luận vật gì của ngươi. Quần áo ngươi không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, trên người đau đớn, đều là trước đó tiến vào trận pháp tạo thành, không quan hệ gì với ta. Nam Cung Mỹ kêu sờ lấy trước ngực của mình nói. Thế nhưng là dây lưng áo của ta cũng bị cắt mất, mà nơi này cũng đau, ngươi khẳng định vụn trộn chạm qua, còn đã cắn qua. Lạc Thanh Chu lười nhát để ý tới nàng, đi qua mở cửa sổ ra, lại mở cửa phòng ra, nói Quận chúa, tỷ thí đã sắp kết thúc, bọn hắn lập tức sẽ trở về, ngươi vẫn nên mau rời đi đi. Nam cung Mỹ kêu đột nhiên lại nằm xuống, lăn qua lại trên chăn mình nói Tại sao ta phải rời đi? Đêm nay ta sẽ ngủ ở chỗ này, để bọn hắn đi nơi khác ngủ đi. Lạc thanh chu nhìn nàng một cái, trực tiếp đi qua, cưỡng ép giật lại chăn mình cùng cái ga, thu vào trong túi trữ vật, nói nếu như quận chúa nhất định phải ngủ ở chỗ này vậy cũng có thể căn phòng này sẽ để cho quận chúa ta dẫn bọn hắn đi tìm một địa phương khác nói xong đi ra khỏi phòng nam cung mỹ kêu cắn răng lập tức xuống giường mang giày đuổi theo giữ dằn nói sở phi dương ta đều nằm lên ngủ qua cái ga cùng chăn mền kia của ngươi phía trên có mùi vị của ta ngươi trả lại cho ta lạc thanh chu giật mình lại lấy ra cái ga và chăn mền từ trong túi trữ vật Nam cung Mỹ kêu đoạt lấy, cất vào trong nhẫn chứa đồ của mình, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện, vội vàng nhét một khối ngọc bội vào trong tay hắn, nói Ngươi cầm ngọc bội này, là pháp khí tổ truyền của mẫu thân ta, ngày mai tỷ thí ngươi mang ở trên người, nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ giúp ngươi ngăn cản được một kích trí mạng. Dừng một chút, lại nhìn chầm chầm mắt hắn nói Sở phi dương, chúng ta vừa rồi ngủ ở trên một cái giường, trong một cái chăn, mà lại là màu trắng như tuyết, trong sạch của ta đã bị ngươi hủy, ngươi phải phụ trách ta. Không cho phép ngươi mất tích, càng không cho phép vô lại chối bỏ. Nói xong, bước nhanh rời đi. Đợi nàng đi ra tiểu viện, mới phát hiện đi tới là đệ tử nơi khác, nhưng nàng cũng không có dừng lại, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nịnh bước đôi chân dài bước nhanh đi xa. Nữ hài thật xinh đẹp. Là sư tỷ trong tông môn sao? dáng người quá đẹp rồi khí chất cũng tốt chỉ sợ không phải nữ tử bình thường mấy tên đệ tử mới thấp giọng nghị luận đi vào một gian phòng nhỏ khác bên cạnh lạc thanh chu đứng ở ngoài cửa ra vào kinh ngạc trong chốc lát mới đi vào gian phòng mở ra hết cỡ cửa phòng và cửa sổ lại đánh mấy quyền tạo gió thổi hết tất cả mùi vị trong phòng ra ngoài miễn cho chờ một lúc mấy người đao tỉ trở về ngửi thấy lại hiểu lầm cùng lúc đó bên trên kiếm phong phía đông lăng tiêu tông một nữ tử áo xanh đang phân phó hai nữ đệ tử để các nàng đêm nay đi gọi một tên đệ tử mới đi lên kiếm phong nếu như hắn không nguyện ý đến thì trực tiếp bắt giữ vâng sư phụ hai tên nữ đệ tử cung kính đáp ứng một tiếng lui xuống nữ tử áo xanh ngồi trong phòng lại yên tĩnh một hồi nhìn mây mù xa xa ngoài cửa sổ lẩm bẩm trận pháp thượng cổ hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng có thể mang ta đi vào lúc chạm vạn tối. Trên quảng trường, vòng thi đầu võ sinh tỷ thí của Lăng Tiêu Tông cuối cùng kết thúc. Chúng đệ tử và tân khách đều lần lượt rời đi. Đao tỷ cùng mọi người một bên nghị luận, một bên về tới phòng nhỏ. Sở tiểu tiểu vừa vào cửa, thật hưng phấn mà nói. Sở sư huynh, buổi chiều ngươi không có đi xem chiến đấu, thật đáng tiếc. Có mấy trận tỷ thí quả thật rất đặc sắc, hai tên đệ tử mới vượt cấp đánh bại đối thủ còn có một tên đệ tử dùng chiêu thức vậy mà giống như động tác lợn rừng lúc va chạm mà lúc hắn công kích miệng còn phát ra tiếng lợn rừng kêu quả thật rất buồn cười sở tiểu tiểu một bên thì thầm nói một bên cười tươi sau khi đào tỉ vào phòng đi dạo qua từng gian phòng một vòng hơn nữa còn nhét cái mũi lên ngửi ngửi khắp nơi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó lạc thanh chu một mặt bình tĩnh sở tiểu tiểu hưng phấn nói một hồi gặp hắn không có phản ứng gì lập tức đi uống một ly trà, đang lúc chuẩn bị nói tiếp. Lúc này, Trương Viễn Sơn từ bên ngoài trở về nói. Sư phụ nói ngày đêm nay sẽ không trở lại, sư phụ để chính chúng ta ăn cơm, ban đêm sớm đi nghỉ ngơi, không nên chạy loạn, sáng mai đi quảng trường tập hợp. Sở tiểu tiểu nghe xong, lập tức nhảy cẩn treo hò nói. Quá tốt rồi, nếu sư phụ trở về, chúng ta ngay cả lời cũng không dám nói. Đao sư tỷ, nhíp sư tỷ, chúng ta chờ một lúc cơm nước xong xuôi đi suối nước nóng phía sau xem một chút đi nếu như không có người chúng ta sẽ đi tắm sau đó lại nói trương sư huynh sở sư huynh chu sư huynh các ngươi giúp chúng ta ở bên ngoài canh chừng có được không trương viễn sơn do dự một chút nói sư phụ nói không nên chạy loạn khắp nơi nếu các ngươi muốn tắm mấy người chúng ta đi ra ngoài trước các ngươi tắm ở trong phòng là được sở tiểu tiểu biểu môi nói tắm trong phòng quá phiền toái mỗi chuyện chuẩn bị nước đã tốn thời gian rất lâu mà người ta muốn đi tắm suối nước nóng trương viễn sơn bất đắc dĩ nhìn lạc thanh chu cùng chu bá ước một chút gặp hai người đều không nói gì nói vậy được rồi chờ một lúc chúng ta đi trước nhìn xem sở tiểu tiểu thấy hắn đáp ứng lập tức vui vẻ nói đại sư huynh thật tốt lập tức lại nhìn về phía lạc thanh chu cùng chu bá ước nói Nhị sư huynh tam sư huynh cũng rất tốt nữa Lạc Thanh Chu vội vàng nói Đừng gọi ta là nhị sư huynh Ta không muốn làm nhị sư huynh Sở tiểu tiểu nghi ngờ hỏi Vì cái gì? Dù sao chúng ta nơi này cũng chỉ có ba người sư huynh các ngươi Sở sư huynh không muốn làm nhị sư huynh Chẳng lẽ còn muốn làm đại sư huynh? Lạc Thanh Chu chỉ đành phải nói Dựa theo trình tự vào cửa Trương sư huynh là đại sư huynh Đao tỷ là nhị sư tỷ, nhiếp sư tỷ là tam sư tỷ ta là tứ sư huynh bá ước là ngũ sư huynh ngươi là tiểu sư muội sở tiểu tiểu nghe được tiểu sư muội ba chữ này lập tức vỗ tay đồng ý nói cốt lắm ta là tiểu sư muội tiểu sư muội trong chuyện xưa đều là được sủng ái nhất xinh đẹp nhất đây những người khác cũng đều nở nụ cười bất quá cũng không có ý kiến gọi nhau như thế thì quan hệ giữa mọi người đều lộ ra thân cận hơn một chút rất nhanh người hầu đưa tới bữa tối đơn giản. Sau khi mấy người ăn cơm tối xong, nhanh chóng đi về hướng suối nước nóng phía sau. Trên đường đi, không ít đệ tử mới cũng đi đến hướng bên kia. Đào Tỷ thấy thế, nhíu mày nói: "Tiểu Tiểu, chúng ta vẫn không nên đi thì hơn, nhìn tình huống trước mắt, người bên kia hẳn là rất nhiều, căn bản không tắm được." Sở Tiểu Tiểu nhìn dốc núi bên kia một cái, nói: "Sư phụ nói suối nước nóng ở trên sườn núi." nơi đó có lẽ không có người chúng ta đi qua nhìn thử xem mấy người bất đắc dĩ đành phải bồi tiếp nàng tiếp tục đi lên trên sườn núi đi về phía trước một đoạn đường người trên đường trở nên thưa thớt đoán chừng những đệ tử mới đều nghe lời sư phụ căn dặn không dám chạy quá xa sở tiểu tiểu lập tức hưng phấn chạy lên dốc núi thuận theo khí nóng đi đến liếc mắt đã thấy được đầm suối nước nóng kia nàng thấy trong suối nước nóng không có người bốn phía tựa hồ cũng không có người nào khác lập tức vô cùng vui vẻ, lên tiếng. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ, mau tới, nơi này không có người đâu, chúng ta có thể ở chỗ này tắm rửa. Đao tỷ và nhíp Vân Dung nghe vậy, bước chân đều tăng tốc đi lên dốc núi. Sở Tiểu Tiểu mang theo hai người đi đến bên cạnh suối nước nóng nhìn thoáng qua, hai người đều rất cao hứng, dù sao hôm nay cưỡi ngựa chạy nhanh, toàn thân tràn đầy tro bụi, buổi chiều lại chen ở trong quảng trường nhìn tỉ thí, cả người đầy mồ hôi lúc này có thể ở chỗ này ngâm suối nước nóng tự nhiên rất dễ chịu sở tiểu tiểu lập tức hô to với ba người dưới sườn núi đại sư huynh tứ sư huynh ngũ sư huynh các ngươi đứng ở nơi đó giúp chúng ta xem chừng bọn ta muốn cởi quần áo tắm rửa không cho phép các ngươi tới gần ba người trương viễn sơn đã dừng lại ở dưới sườn núi nghe vậy lập tức nói các ngươi tắm nhanh đi chúng ta sẽ giúp các ngươi nhìn xem xung quanh Sở tiểu tiểu lập tức đi đến bên cạnh suối nước nóng Không kịp chờ đợi cởi ra dây thắt lưng Đao tỷ vội vàng ngăn cản nói Tiểu tiểu, chờ một chút Chúng ta đi đến phía trước nhìn thử Nếu như phía trước đột nhiên có người tới Đại sư huynh bọn hắn sẽ không nhìn thấy Vừa nghe lời này Sở tiểu tiểu vội vàng lại buộc lại dây thắt lưng Ba người đang muốn đi lên phía trước Lạc thanh chu đột nhiên ở dưới sườn núi hô Sư tỷ, phía trước không thể đi phía trước là tấm địa. Buổi chiều hắn mang theo Nam cung quận chúa trở về, mới nhìn thấy bia đá giấu ở trong sương mù. Đào Tỷ nghe thế nhìn hắn một cái, hỏi: "Sở Phi Dương, làm sao ngươi biết?" Lạc Thanh Chu đang nghe chuyện trên TV Audio CV nói: "Buổi chiều ta có tới qua, ngươi đi về phía trước 200m, đến bên cạnh bụi cỏ tìm một cái, nơi đó có một tấm bia đá, nhìn kỹ một chút chữ trên tấm bia đá." "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi vượt qua bia đá người ở chỗ này nhìn xung quanh một chút phải chăng có người là được không có người lập tức trở về đao tỉ nghe vậy mang theo sở tiểu tiểu cùng nhiếp vân dung đi thẳng về phía trước quả nhiên phát hiện một tấm bia đá trong bụi cỏ cách đó 200m mét trên tấm bia đá dùng mực màu đỏ tươi viết hai hàng chữ lớn nơi đây là cấm địa trận pháp hung hiểm người rảnh rỗi chớ vào sinh tử tự chịu ba người xem xét vội vàng dừng bước lại Nơi này giống như không có người, đi thôi, đi tắm. Đao tỷ lập tức mang theo hai người trở về. Ba người trở lại suối nước nóng, Đao tỷ hô xuống phía dưới. Phía trước không có người, Sở Phi Dương, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt phía dưới, chúng ta muốn tắm rửa, cũng không cho phép ngươi tới gần nhìn lén. Lạc Thanh Chu không có để ý đến nàng. Sở Tiểu Tiểu lập tức không kịp chờ đợi chạy đến một bên suối nước nóng, bắt đầu cởi váy áo, vớ giày ba người vừa cởi đồ cởi váy lộ ra thân thể tuyết trắng dưới sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng nói của trương viễn sơn các vị xin lỗi sư muội chúng ta đang tắm rửa ở phía trên các vị trước tiên có thể chờ một chút lập tức giọng nói của một tên nam tử truyền đến buồn cười lăng tiêu tông này cũng không phải chỗ của các ngươi các ngươi có tư cách gì ở chỗ này ngăn đón suối nước nóng kia cũng không phải các ngươi mua chỉ cho phép sư muội các ngươi tắm rửa ở phía trên dựa vào cái gì không cho phép sư muội chúng ta đi lên tắm rửa. Chúng ta hôm nay càng muốn đi qua, lại như thế nào? Ba người đao tỷ nghe được tiếng tranh luận, sắc mặt biến hóa. Đao tỷ lập tức cầm quần áo lên nói. Mau mặc y phục lên, đi xuống xem một chút. Ba người vội vàng mặc quần áo vào, bước nhanh đi xuống sườn núi, lúc này mới phát hiện, đang giằng co cùng với mấy người trương viễn sơn lại là tám tên đệ tử của vị kim sư thúc kia năm tên đệ tử nam dáng người to lớn đang hùng hổ dọa người muốn lên dốc núi ba nữ đệ tử thì đứng ở phía sau nhìn Đào tỷ mang theo nhiếp vân dung cùng sở tiểu tiểu rất nhanh đi xuống sườn núi đi tới bên cạnh ba người trương viễn sơn nhíu lông mày hỏi chuyện gì xảy ra trương viễn sơn thấy các nàng đi xuống trầm mặt nói mấy người bọn hắn muốn cưỡng ép sông đi lên ta đã nói các ngươi đang tắm rửa ở phía trên vừa nghe lời này một tên nam tử đối diện cười lạnh nói cái gì gọi là cưỡng ép xông tới nơi này là của các ngươi sao các ngươi có thể lên đi chúng ta không thể đi lên rồi một tên nam tử lùng khác cũng cười lạnh nói các vị các ngươi có thể đi lên tắm rửa chúng ta tự nhiên cũng có thể lên đi chúng ta không có ý gì khác chúng ta chỉ muốn đi lên xem một chút phía trên có phải nam tử khác sau đó để sư muội nhà chúng ta cũng đi tắm rửa Đao Tỷ Lạnh mặt nói: Các nàng muốn đi tắm rửa, tự nhiên có thể, nhưng ít ra nên đợi chúng ta tắm xong lại đi lên. Vừa nghe lời này, một nữ tử đầu có trâm cài từ phía sau đi ra, cười lạnh nói: Dựa vào cái gì muốn chúng ta chờ? Suối nước nóng lớn như vậy, chúng ta muốn đi lên cùng tắm với các ngươi, chẳng lẽ không được sao? Đúng đấy, các ngươi cũng quá bá đạo. Kinh đô tới thì giỏi lắm à. Một nữ tử khác hơi mập lạnh lùng nói. Chỉ có Vân Nguyễn Nhu võ sư hậu kỳ an tĩnh nhìn, không có mở miệng nói chuyện. Trương Viễn Sơn nhịn không được nói. Các ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Mấy vị sư huynh của các ngươi muốn cưỡng ép xông lên. Nếu mấy nữ tử các ngươi muốn đi lên, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nữ tử hơi mập hừ lạnh nói ai biết phía trên có nam đệ tử của các ngươi ở cùng một chỗ tắm hay không sư huynh nhà ta là vì an toàn của chúng ta mà suy nghĩ sở tiểu tiểu lập tức cả giận nói ai biết mấy vị sư huynh của các ngươi có phải sắc lang cố ý muốn đi lên nhìn lén chúng ta hay không không cho các ngươi đi lên là đúng ngươi nữ tử hơi mập nhìn nàng một cái châm chọc nói chỉ với dáng người kia của ngươi cũng có người muốn nhìn trộm còn không có lớn lên nữa Chất nữ 10 tuổi nhà ta đều đã nở nang hơn ngươi Sở tiểu tiểu nghe xong Lập tức giận dữ Chí ít dáng dấp ta đáng yêu Cũng không có béo như ngươi Cũng không có xấu như ngươi Nữ tử hơi mập giận dữ Cầm nắm đấm muốn động thủ Hai bên lập tức dương cung bạc kiếm Lúc này Vân Nguyễn Nhu một mực không nói gì Đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói Sư huynh, sư tỷ, sư phụ nói Không nên gây chuyện Mặc dù nàng nhẹ giọng nói chuyện rất ôn nhu, nhưng vừa nghe lời này, mấy tên nam nữ cầm nắm đấm, khí thế hung hăng lập tức bình tĩnh xuống. Vân Nguyễn Nhu từ phía sau đi ra, nhìn mấy người trước mặt một chút, hơi cúi đầu thi lễ một cái, nói Thật có lỗi, là sư huynh sư tỷ nhà ta quá xúc động, quấy rầy các vị. Đao tỷ gặp thái độ nàng ôn hòa, người cũng ôn nhu, cũng chậm dần giọng nói Không sao đâu, đều là đồng môn, các ngươi nếu muốn đi lên, chúng ta cùng đi lên suối phía trên rất lớn, sáu người cùng nhau tắm không có vấn đề. Vân Nguyễn Nhu ấy nấy cười một tiếng, nói. Thực sự thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Hai vị sư tỷ này của ta cũng chỉ theo giúp ta cùng lên, nhìn ta tắm xong mới có thể xuống dưới tắm. Cho nên, ba vị sư tỷ, các ngươi nhìn xem, có thể trước hết để cho ta đi lên tắm hay không? Chờ ta tắm xong, các ngươi lại đi tắm. Vừa nghe lời này, đào tỷ nhíu mày sở tiểu tiểu lập tức nói dựa vào cái gì rõ ràng là chúng ta tới trước nếu ngươi có bệnh thích sạch sẽ thì không nên đi lên tắm bởi vì trong hồ kia đã có người khác sớm tắm nói không chừng còn tiểu tiện qua ở bên trong đây vân nguyễn nhu cười nói suối nước nóng là nước chảy ta hôm nay đi xem qua chí ít hôm nay vẫn chưa có người nào xuống dưới qua hẳn là sạch sẽ vị tiểu sư tỷ này có thể tạo thuận lợi hay không lúc này Lạc Thanh Chu một mực không nói gì đột nhiên nhìn con mắt của nàng nói. Rất xin lỗi, Vân Sư tỷ lúc buổi chiều, ta tới đây tắm qua, còn đi tiểu ở bên trong. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vân Nguyễn Nhu biến hóa. Sở tiểu tiểu phốc phốc một tiếng, cười nói. Tứ sư huynh, thật hay giả? Lạc Thanh Chu nói. Đương nhiên là thật. Nam nữ đối diện đều trợn mắt nhìn, lại nắm chặt nắm đấm. Vân Nguyễn Nhu đột nhiên lại mỉm cười, nói Không sao, nếu nước chảy, trải qua thời gian dài như vậy đổi nước, hẳn là sạch sẽ. Ta còn muốn đi lên tắm rửa. Sở tiểu tiểu đang muốn nói chuyện, đao tỷ đột nhiên mở miệng nói Tiểu tiểu, được rồi, để nàng đi lên trước tắm đi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một chút cũng không sao. Sở tiểu tiểu gặp nàng mở miệng, không có lại nói tiếp. Nhưng lúc này Vân Nguyễn Nhu lại cười nói thật có lỗi, ba vị sư tỷ, các vị sư huynh, khi ta tắm không hy vọng bên cạnh có người, coi như đứng ở chỗ này cũng không được, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Chờ ta tắm rửa xong, lại đi gọi các ngươi tới, có thể chứ? Vừa nghe lời này, ngay cả Nhất Vân Dung cũng có chút cả giận nói. Dựa vào cái gì? Ngươi đây mới là bá đạo. Chúng ta đứng xa như vậy còn không được. Nữ tử hơi mập cười lạnh một tiếng nói bằng vào uyển nhu sư muội nhà ta có tu vi võ sư hậu kỳ bằng uyển nhu sư muội nhà ta đã được kiếm phong định trở thành đệ tử nội môn các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn lại có tư cách chất vấn một đệ tử nội môn nhiếp vân dung nghe xong lời này kinh ngạc một chút nhìn thiếu nữ gian nam một chút không dám lên tiếng nữa đệ tử nội môn cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc trước khi lên núi sư phụ đã dặn đi dặn lại qua Sở tiểu tiểu ở một bên lại là mặt mũi tràn đầy không tin nói. Tỷ thí cũng còn không có bắt đầu, các ngươi nói nàng là đệ tử nội môn, chính là đệ tử nội môn. Hù dọa ai đây? Nữ tử hơi mập đắc ý cười nói. Buổi chiều, sư phụ nhà ta đã mang theo uyển nhu sư muội đi kiếm phong, một vị sư thúc kiếm phong nhìn tu vi và thiên phú của sư muội nhà ta, lập tức quyết định muốn thu nàng làm đệ tử nội môn. Cho nên mặc kệ ngày mai tỷ thí có kết quả ra sao, Viễn nhu sư muội nhà ta đều tuyệt đối trở thành đệ tử nội môn sở tiểu tiểu vẫn như cũ hừ lạnh nói phải thì như thế nào dù sao nàng hiện tại còn không phải đệ tử nội môn cho dù đệ tử nội môn cũng nên biết được quy củ tới trước sau chứ chúng ta đã trọng lượng để nàng đi lên tắm trước kết quả nàng vẫn hùng hổ dọa người để chúng ta rời đi thật nghĩ chúng ta dễ khi dễ khi dễ các ngươi thì lại như thế nào lúc này tên nam tử cầm đầu đột nhiên rút ra đao trong tay, cười lạnh nói. Nếu không chúng ta mấy người so tay thử một chút. Vừa hay, sư phụ nhà ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo cao chiêu của sư phụ nhà các ngươi, không bằng chúng ta làm đồ đệ đến giúp sư phụ so tay một chút. Nếu ai thua, im lặng nhường một bước là được, đừng đi cáo trạng, có dám hay không? Sở tiểu tiểu đang muốn nói chuyện, đao tỷ kéo nàng lại. Nam tử kia gặp mấy người không dám trả lời, càng thêm đắc ý, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói không dám thì lập tức trở về đừng có ở lại nơi này trì hoãn sư muội nhà ta tắm rửa lúc này vân nguyễn nhu đột nhiên nói nếu không các ngươi chọn ra một người so với ta mấy chiêu yên tâm ta là tu vi võ sư hậu kỳ sẽ không khi dễ các ngươi ta chỉ dùng kiếm chiêu phổ thông trong vòng 10 chiêu nếu như ta không có chỉ kiếm lên cổ họng của các ngươi coi như ta thua như thế nào sau đó lại nói nếu ta thua, chúng ta xoay người rời đi, đương nhiên sẽ còn xin lỗi vì chuyện vừa rồi." Nữ tử hơi mập bên cạnh cười nhạo một tiếng nói. "Sư muội nhà ta chỉ dùng 10 chiêu, các ngươi cũng không dám sao? Dù sao cũng là từ kinh đô tới, nhát gan như vậy." Một nữ tử khác cũng châm chọc nói. "Đúng thế, không nghĩ tới đường đường là đệ tử Tôn sư bá vậy mà nhát gan như thế, nghe nói Tôn sư bá thế nhưng là rất uy phong." ngay cả gia sư của ta đều không địch lại phong thái của hắn không nghĩ tới hôm nay lại trương viễn sơn lập tức đứng ra cả giận nói tốt tại hạ tới tiếp chiêu hắn vốn không phải người xúc động nhưng giờ phút này không chỉ là vì xuất khí cho sư huynh muội bọn hắn cũng là vì tăng thể diện cho sư phụ ban ngày sư phụ bị vị kim sư thúc kia chọc tức không nhẹ nếu như đêm nay bọn hắn lại bị đệ tử đối phương nói dăm ba câu dọa đi nếu sư phụ nghe thấy về sau mặt mũi còn để vào đâu Vân Nguyễn Nhu nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói. Vị này là trương sư huynh chứ nhỉ, ngươi xuất chiêu trước, yên tâm, ta chỉ ra 10 chiêu, sau 10 chiêu, vô luận thắng thua, ta đều sẽ thu kiếm, tuyệt sẽ không làm bị thương trương sư huynh. Mà trương sư huynh có thể đánh thêm mấy chiêu, chỉ cần nắm đấm của trương sư huynh chạm đến váy áo của ta, coi như trương sư huynh thắng. Mấy đệ tử khác phía sau nàng đều lộ ra mặt mũi tràn đầy mỉa mai và biểu lộ xem kịch vui trong lòng Trương Viễn Sơn lập tức dâng lên cảm giác phẫn nộ khi bị nhục nhã, cầm nắm đấm nói. Vân sư muội, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng tuyệt không mặc cho ngươi vũ nhục. Sau 10 chiêu, nếu ta không đụng được vào ngươi, ta tự sẽ nhận thua. Vân Nguyễn Nhu cười cười, không nói gì thêm, đi qua khu đất trống bên cạnh, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía hắn. Trương Viễn Sơn nắm chặt nắm đấm, đang muốn đi qua, Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng nói. Đại sư Huynh, để cho ta tới đi. Vừa nghe lời này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Trương Viễn Sơn kinh ngạc một chút, nói: "Sở sư đệ, ngươi." Lạc Thanh Chu nói: "Đại sư huynh, tốc độ của ta hẳn là nhanh hơn ngươi một chút, đánh không thắng cũng có thể tránh, kéo nàng 10 chiêu là được." Trương Viễn Sơn còn muốn lên tiếng, Đao Tỷ đột nhiên nói: "Đại sư huynh, để Sở Phi Dương đi thôi, không có chuyện gì, dù sao đều là đánh không lại." hắn có thể kéo thêm mấy chiêu thì kéo thêm mấy chiêu. Trương Viễn Sơn nhìn nàng một cái, do dự một chút, đành phải coi như thôi, dặn dò. "Sở sư đệ, cẩn thận một chút." Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, đi tới, đứng ở đối diện thiếu nữ kia, nói: "Nhị sư tỷ, ta có thể dùng vũ khí không?" Vừa nghe lời này, bảy tên sư huynh sư tỷ kia của Vân Nguyễn Nhu đều cười vang. Vân Nguyễn Nhu cũng cười cười, nói: "Đương nhiên có thể." vô luận dùng vũ khí gì đều có thể. Lạc thanh chu ta, một tiếng, tự hồ có chút do dự. Đao tỉ nghe hắn nói, lại nhìn bộ dáng của hắn, khóe miệng lập tức co lại, trong lòng nói thầm, gia hỏa này, sẽ không lại muốn dùng cây gậy kia. Bột Trong tay lạc thanh chu đột nhiên xuất hiện một cây gậy gỗ đen nhánh, nói Vân sư tỷ kiếm của ngươi có phải rất trân quý hay không? Đao tỷ nghe được câu này, giống như lập tức lại nghe thấy tiếng kêu khóc của ngôn sư tỷ lúc trước kia. Công sách gia truyền của ngôn sư tỷ chỉ dùng một chiêu đã bị cây gậy vừa cứng vừa đen cắt đứt, khi đó khóc lóc thương tâm không thôi. Vân Nguyễn Nhu nghe lời này, giơ lên thanh kiếm trong tay, cười nói. Chui bảo kiếm này đích thật sắc bén vô song, không gì không phá, bất quá vị sư đệ này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nó chạm đến thân thể của ngươi. Lạc Thanh Chu nắm gậy gỗ trong tay lại một lần nữa xác nhận nói sư tỷ ta chỉ cần tránh ngươi mười chiêu là được rồi đúng không vân nguyễn nhu gật đầu nói đúng sau mười chiêu nếu như kiếm ta không có chỉ vào cổ họng của ngươi coi như ta thua lạc thanh chu lại nói vân sư tỷ vậy nếu như một kiện vũ khí nào đó trong tay hai người chúng ta đột nhiên bị đối phương hủy đi có cần để cho đối phương bồi thường không sao đao tỷ ở một bên nghe lời này khóe miệng lại không khỏi co quách mấy lần gia hỏa xấu bụng này vân nguyễn nhu mỉm cười nếu là ước định tỉ thí tự nhiên không cần bồi bất quá cây gậy kia của ngươi ta có thể bồi thường cho ngươi mấy tên nam nữ phía sau nàng cũng đều lộ ra vẻ mặt tràn đầy chế dẻo lạc thanh chu vội vàng nói không cần ta chỉ hỏi một chút nếu là quy củ vậy khẳng định không thể loạn chúng ta đều là người tập võ không chỉ cần lời hứa ngàn vàng còn muốn tuân thủ quy củ của tỷ võ, sư tỷ nói đúng hay không? Trong mắt Vân Nguyễn Nhu lộ ra một tia không kiên nhẫn, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười Nhu Hòa nói. Vị sư đệ này, có thể bắt đầu. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn cổ của nàng, lại một lần nữa nghe được tiếng trong lòng nàng. Nhà quê thô tục này, chỉ sợ đầu não có vấn đề. Nếu kiếm của ta đụng phải hắn, chỉ sợ sẽ làm bẩn kiếm của ta, chờ một lúc trước chặt đứt gậy gỗ trong tay hắn, một kiếm tiếp theo chỉ vào cổ họng hắn sau đó lại cho hắn một cước để hắn quỳ xuống lạc thanh chu nhìn con mắt của nàng nắm chặt gậy gỗ trong tay lui về phía sau mấy bước cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách mặc dù hắn có lòng tin với gậy gỗ trong tay nhưng đối mặt với cao thủ võ sư hậu kỳ hắn vẫn phải chú ý cẩn thận bất quá còn tốt đối phương chỉ dùng kiếm hắn cũng không tin kiếm của nàng còn nhanh hơn kiếm của thiền thiền nhị sư tỷ cây gậy này của ta vừa dài vừa cứng ngươi cũng nên cẩn thận nha nói xong trực tiếp kéo lấy gậy gỗ trong tay xông tới xóa lạc thanh chu cũng không khách khí bổ lên một gậy nhìn động tác mau lẹ lực đạo hung mãnh nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là quyền pháp cũng không phải công pháp cho nên một gậy này cũng không có chút chiêu thức nào có thể nói ở trong mắt vân Nguyễn nhu càng giống như thằng hề nàng cũng không đánh trả vẻn vẹn đứng tại chỗ, né người sang một bên, thoải mái tránh đi gậy gỗ đập chém mà xuống. Lạc Thanh Chu lại vừa quét qua. Eo nhỏ nhắn của Vân Nguyễn Nhu khẽ cong, lần nữa tránh đi. Những sư huynh sư tỷ phía sau nàng đều vỗ tay khen hay. Nguyễn Nhu sư muội thân pháp thật tốt. Lập tức lại cười nhạo nói. Tiểu tử kia giống như đánh loạn một trận, không có tu luyện qua công pháp. Quả thật khôi hài. Nói xong, bảy người đều cười vang. Lạc Thanh Chu biểu lộ một mặt khẩn trương, lại vung một gậy ra ngoài. Vân Nguyễn Nhu lần nữa nhẹ nhàng tránh ra, mỉm cười, ờ một tiếng, rút ra bảo kiếm trong tay, nói khẽ. Vị sư huynh này, ta đã để ngươi ra ba chiêu, hiện tại, nên đến phiên ta xuất kiếm. Ta chỉ xuất ra bảy chiêu, bên trong bảy chiêu, nếu không thể chế trụ ngươi, ta sẽ nhận thua. Bảo kiếm kia rét lạnh sáng như tuyết, vừa ra khỏi vỏ, nhiệt độ không khí bốn phía giống như đột nhiên hạ xuống. Bảo kiếm của Uyển Nhu sư muội đã ra khỏi vỏ, các ngươi đoán xem, tiểu tử kia có thể đón lấy mấy chiêu. Lấy thân pháp tiểu tử kia vừa rồi bày ra, ta cảm giác hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, kiếm của Uyển Nhu sư muội thế nhưng nhanh đến ngay cả sư phụ đều sợ hãi thán phục không thôi. Ha ha, đừng quá xem thường người ta, ta cảm thấy tiểu tử kia chí ít có thể đón đỡ hai chiêu, dù sao cũng là võ sư trung kỳ. Đừng nói chuyện. Uyển Nhu sư muội muốn xuất kiếm mấy người lập tức định thần nhìn lại bảo kiếm trong tay vân nguyễn nhu lóe lên hàng mang một kiếm đâm về cổ họng lạc thanh chu kiếm ra im ắng nhanh chóng tuyệt luôn mọi người thấy mũi kiếm muốn đâm tới cổ họng thiếu niên thiếu niên vẫn đứng bất động ở tại chỗ giống như không kịp phản ứng vân nguyễn nhu cũng đang muốn dừng tay nhưng đúng vào lúc này thiếu niên kia lại né người sang một bên dùng tốc độ càng nhanh né tránh mọi người nhất thời ngẩn người sở tiểu tiểu lập tức la lớn Chiêu thứ tư Vân Nguyễn Nhu thấy thế, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bảo kiếm trong tay lập tức xoắn tới, thân ảnh lóe lên lại từ phía bên cạnh đâm về cổ họng của hắn. Nhưng lần này, Lạc Thanh Chu tránh né càng nhanh, mà lại không có hoàng thủ. Những nam nữ đệ tử sau lưng Vân Nguyễn Nhu vừa rồi còn đang bày ra mặt mũi tràn đầy thoải mái chế giữa lúc này đều im lặng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chiêu thứ năm Sở tiểu tiểu lớn tiếng hô A à a à, lạc vân nguyễn nhu thấy vậy không tiếp tục lưu thủ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy hàng mang lấp lóe kiếm ảnh trùng điệp liên tục xuất ra ba kiếm phong bế tất cả đường lui của đối phương lần này nhìn hắn còn né tránh như thế nào hô nhưng làm nàng cảm thấy kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương tránh cũng không thể tránh cũng không lại tránh đi mà giơ lên gậy gỗ trong tay đưa ngang trước người lại tinh chuẩn không sai lầm liên tục chặn ba kiếm nhanh chóng tuyệt luân này của nàng. Mũi kiếm của ba kiếm vậy mà tinh chuẩn đâm vào bên trên gậy gỗ đen nhánh không quá thô to kia. Lúc này, giữa sân đã lặng ngắt như tờ. Những sư huynh sư tỷ kia của nàng đều không còn dám kinh thường thiếu niên này, thần sắc trên mặt đều trở nên ngưng trọng cùng khẩn trương. Sở tiểu tiểu hỏi. Vừa rồi ra mấy chiêu? Ta không có thấy rõ. Mặt mũi trương viễn sơn tràn đầy kích động nói. Ba chiêu Ba chiêu rất nhanh, sở sư đệ vậy mà toàn bộ tiếp nhận Mà rất tinh chuẩn đón đỡ hết mũi kiếm Sở tiểu tiểu lập tức lớn tiếng nói Tám chiêu Còn có hai chiêu Sở sư huynh lại kiên trì hai chiêu, nàng liền thua Vừa nghe lời này, trong mắt Vân Nguyễn Nhu lập tức lộ ra một tia âm lệ Ông một tiếng, bảo kiếm trong tay lập tức rung động một cái Mũi kiếm đột nhiên sáng lên, vung ra một vòng hàng mang, đúng là kiếm mang. Mặc dù chỉ có dài khoảng nửa tấc, lại làm khí thế của nàng đột nhiên biến đổi, bảo kiếm trong tay cũng trở nên đáng sợ hơn. Nàng cầm bảo kiếm, nhìn về phía thiếu niên đối diện, cười nhạt một tiếng, nói Vị sư đệ này, thân pháp rất tốt. Bất quá chiêu thứ nhất trong hai chiêu tiếp theo, ta muốn chém đứt gậy gỗ trong tay ngươi, chiêu thứ hai. Sẽ kết thúc. Nói xong, bảo kiếm trong tay xóa một tiếng trảm mạnh tới, mang theo một cổ kiếm khí cùng khí thế làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp phong kín tất cả đường lui của hắn. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dơ lên gậy gỗ nên đón. Bảo kiếm dùng tốc độ cùng lực đạo đáng sợ xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Sắc mặt mấy người trương viễn sơn đều thay đổi. Hai tay lạc thanh chu nắm chắc gậy gỗ đen nhánh, trong con mắt rõ ràng hiện ra chui bảo kiếm đang trảm nhanh mà đến, nội lực thuận cánh tay, quanh một tiếng tràn vào gậy gỗ trong tay đã như vậy vậy cũng đừng trách gậy hắn cứng rắn a à, hắn nâng lên gậy gỗ trong tay đột nhiên vung lên nghênh đón gấm bảo kiếm trảm mạnh mà xuống nặng nề đánh vào gậy gỗ đột nhiên dở lên nghênh tiếp nữ tử hơi mập sau lưng vân uyển nhu cười lạnh một tiếng nói cũng dám cầm một cây gậy gỗ nghênh đón bảo kiếm của uyển nhu sư muội quả thực là xoạt nhưng nàng còn chưa có nói xong Bảo kiếm trong tay Vân Nguyễn Nhu lại đột nhiên bị gãy thành hai nửa, mũi kiếm phun trào kiếm mang lập tức thu hết quang mang vào, rơi xuống mặt đất. Lời nói trong miệng nữ tử hơi mập đột nhiên ngừng lại, há to miệng. Các đệ tử khác gặp một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn. Vân Nguyễn Nhu cầm kiếm gãy, khóe môi hơi nhếch lên co quắp mấy lần, trên mặt vừa muốn lộ ra mỉm cười nhàn nhạt cũng đột nhiên cứng ngắc. Kiếm của nàng vậy mà gãy mất. Lại bị một cây gậy gỗ đánh gãy. Mấy người Trương Viễn Sơn nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng trợn mắt hốc mồm, biểu lộ khó tin. Chỉ có đao tỉ hơi co giật khóe miệng một chút, ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía thiếu nữ đang ngây người như phỏng. Nếu như nàng không khinh thường, nếu như nàng không muốn dùng bảo kiếm cứng rắn trong tay bổ cây gậy gỗ kia, nếu như nàng chỉ dùng kiếm chiêu phiêu giật và thân pháp bén nhạy của mình đi đâm, nàng khẳng định sẽ thắng. Mặc dù 10 chiêu 20 chiêu có khả năng không được, nhưng khi chiêu kiếm của nàng chân chính bạo phát ra, Tên kia tuyệt đối không phải đối thủ. Dù sao nàng là võ sư hậu kỳ, cao thủ chuyên tu kiếm pháp. Mà tên kia mặc dù có thân pháp rất nhanh, mặc dù gậy gỗ trong tay rất cứng, nhưng hắn căn bản sẽ không biết bất kỳ công pháp gì, mà tu vi cũng thấp hơn một cấp, cho nên tất thua. Nhưng nữ hài kiêu ngạo này quá mức tự tin đối với kiếm pháp của mình. Bất quá đao tỷ cũng có chút kỳ quái, tên kia chủ tu quyền pháp, căn bản không có tiếp xúc qua kiếm thế nhưng vì sao rất hiểu kiếm chiêu hơn nữa còn có thể dễ dàng thấy rõ những kiếm chiêu kia và rất tinh chuẩn tránh né chứ vân sư tỷ còn có một chiêu cuối cùng ta không cần cây gậy lạc thanh chu thu hồi gậy gỗ đen nhánh trong tay tay không tất sắc nhìn về phía thiếu nữ không nhúc nhích cầm kiếm gãy đối diện nhưng có lẽ hắn không biết vừa rồi hắn tinh chuẩn tránh né hàng loạt kiếm chiêu và dùng một cây gậy làm gãy kiếm của nàng mang theo đã kích lớn đến bao nhiêu dành cho thiếu nữ được người người ca tụng là thiên tài dùng kiếm này toàn bộ tự tin mà nàng dưỡng thành mấy năm qua tại thời khắc này bị hắn phá hủy đổ sụp cùng một chỗ viễn nhu sư muội những sư huynh sư tỷ kia của nàng đều đi tới muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mặt trời chiều ngã về tây màn đêm chậm rãi bao phủ dưới sườn núi yên tĩnh một lát vân nguyễn nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đối diện biểu lộ trên mặt vậy mà bình tĩnh đến lạ thường thản nhiên nói ta không sao nói xong kiếm gãy trong tay đột nhiên khắc một tiếng bay tới thiếu niên đối diện gương mặt trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo nàng đưa tay xoay một vòng bên hông lấy ra một thanh thanh phong kiếm phổ thông từ trong túi trữ vật thân ảnh lóe lên lao thẳng tới Lạc Thanh Chu tránh thoát chui bảo kiếm gãy giống như ám khí bay tới, gặp nàng lại cầm kiếm vọt tới, trong lòng giận dữ, quanh đánh tới một quyền. Chui kiếm gãy vừa rồi chỉ thẳng vào trái tim của hắn, mà lực đạo lại cực lớn, tốc độ còn cực nhanh. Thiếu nữ này vậy mà thẹn quá hóa giận, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đương nhiên không thể lại nhẫn. Hắc! 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 Vân Nguyễn Nhu đâm nhanh ba kiếm, chiêu chiêu trí mạng. Sở tiểu tiểu lập tức lớn tiếng quát. 13 chiêu. Ngươi thua. Còn không mau dừng lại. Trương Viễn Sơn cùng đao tỷ thấy thế, biến sắc, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng đúng vào lúc này, những sư huynh sư tỷ kia của Vân Nguyễn Nhu lấy ra vũ khí, ngăn bọn hắn lại, hai bên lần nữa dương cung bạc kiếm. Tên nam tử dẫn đầu kia âm trầm nói. Sư muội nhà ta chỉ muốn thử một lần thực lực chân chính của tiểu tử kia, các vị không cần phải gấp gáp. Đao tỷ lập tức cả giận nói. Nàng là muốn thử một lần à? Rõ ràng chính là muốn giết người. Sở tiểu tiểu cũng ở một bên trào phúng. Thua không chịu nổi cũng không cần chơi, thua liền thẹn quá hóa giận, mất mặt hay không? Ngươi! Lúc hai bên đang giằng co, dưới đại thụ cách đó không xa, hai nữ tử áo xanh đang ngưng mắt nhìn thiếu nam thiếu nữ đang chiến đấu. Đáng tiếc, nữ hài kia có thiên phú không tồi, Kiếm pháp cũng không tệ, bất quá nhân phẩm thực sự có chút. Thua thì thua, không nhận thua cũng coi như thôi, lại còn muốn giết người. Dù sao tuổi quá nhỏ, đoán chừng chưa hề nhận qua ủy khuất như vậy. Bất quá ngươi nhìn ra thiếu niên kia không? Hắn mặc dù không có tu kiếm, nhưng vô luận là thân pháp, hay là bước chân, hoặc là lĩnh ngộ cùng thị lực đối với kiếm chiêu đều không tầm thường. Nữ hài kia có kiếm pháp rất cao, lại là tu vi võ sư hậu kỳ, thân pháp cũng nhanh nhưng vô luận ra chiêu như thế nào thiếu niên tự hồ cũng có thể sớm nhìn ra không tệ thiếu niên này hoàn toàn chính xác không đơn giản khó trách sư phụ muốn chúng ta vô luận như thế nào đều muốn bắt hắn trở về sư phụ không phải muốn thu hắn làm đệ tử đó chứ rất có thể sư phụ từ trước đến nay không cho phép nam tử khác tiến vào kiếm phong lần này vội vã như thế hơn nữa còn là ban đêm chỉ sợ hôm nay nhìn thấy thiên phú thiếu niên này cho nên không kịp chờ đợi để chúng ta đến cướp người miễn cho bị phong khát đoạt đi. sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? nhìn thêm một chút. thế nhưng thiếu niên kia dù sao cũng là võ sư trung kỳ, đợi thêm, chỉ sợ sẽ bị nữ đệ tử kia. ta cảm thấy không đúng lắm, thực lực của thiếu niên kia không hề giống tu vi võ sư trung kỳ nên có, mặc dù khí tức của hắn đích thật là võ sư trung kỳ nhưng ta cảm giác hắn thật ra đã nên đột phá, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó. quanh đúng vào lúc này một tiếng bạo hưởng đột nhiên truyền đến hai người định mắt xem xét thiếu niên kia đánh ra nắm đấm vậy mà sáng lên một đầu sấm sét màu tím đầu lôi điện kia tư một tiếng đột nhiên thuận theo mũi kiếm của thiếu nữ nhảy lên trong nháy mắt quấn quanh ở trên người thiếu nữ váy áo trên người thiếu nữ kia lập tức toát ra sương mù đồng thời trên đỉnh đầu tóc cũng đột nhiên tản ra bay lên sương trắng may mà đạo lôi điện kia lóe lên liền biến mất nhưng thiếu nữ kia lại là áo quần rách nát, mái tóc lộn xộn, tay cầm kiếm đang khẽ rung, hiển nhiên đã bị hù dọa. Cao thủ võ sư hậu kỳ lại bị võ sư trung kỳ dọa sợ. Sư tỷ, thiếu niên kia dùng quyền pháp gì, lại còn có lôi điện. Một thiếu nữ khác lộ ra vẻ mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhìn xem, tự như là bôn lôi quyền sớm đã bị võ giả vứt bỏ, nhưng... Bôn lôi quyền. Nó lại có uy thế lớn như vậy à, thật ra đó là quyền pháp không có uy lực đã bị đào thải thế nhưng sao lại thật sự có lôi điện đây ta cũng không biết thật sự quá kỳ quái thật lợi hại hắn rõ ràng thấp hơn nữ đệ tử kia một cấp khó trách sư phụ có thể nhìn trúng hắn đúng vào lúc này thiếu nữ bị hù dọa đột nhiên hét lên một tiếng lại quơ kiếm trong tay xông tới ở trước mặt các sư huynh sư tỷ bị một tên thiếu niên võ sư trung kỳ đánh thành bộ dáng này kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trong lòng nàng triệt để bị dẫm đạp ở dưới chân nàng triệt để đã mất đi lý trí mà những sư huynh sư tỷ kia của nàng cũng cảm thấy mất mặt đến cực điểm thẹn quá hóa giận chuẩn bị động thủ báo thù rửa nhục cho sư muội hai nữ tự áo xanh đứng dưới đại thù cuối cùng đi qua trống vân nguyễn nhu cắn răng xuất kiếm chiêu chiêu xuất ra đều tàn nhẫn bộ dáng tóc tai bù xù cắn răng nghiến lợi nhìn qua rất dữ tợn nơi nào còn có nữ tử giang nam bộ dáng mềm yếu trước đó chứ. Lạc Thanh Chu tự nhiên cũng sẽ không thương hoa tiết ngọc, sớm đã tụ tập năng lượng sao động bất an bên trong quyền đầu, giờ phút này mãnh liệt đánh ra. Oanh! Một quyền va chạm mạnh với kiếm nàng đâm tới, lại ra thêm một quyền đánh tới mặt của nàng. Vân Nguyễn Nhu bị nắm đấm của hắn vừa rồi mang theo lôi điện dọa sợ, mắt thấy nắm đấm đập tới, trong lòng giật mình, lập tức né tránh qua một bên, lại đâm tiếp một kiếm nàng đường đường là võ giả võ sư hậu kỳ lại là thiên tài dùng kiếm giờ phút này cũng không dám đón đỡ chiêu số của đối phương trong lòng càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng khuất nhục thế là kiếm chiêu trong tay càng ngày càng tàn nhẫn ác độc hận không thể lập tức ra một kiếm đâm chết thiếu niên trước mặt rửa sạch sỉ nhục còn mấy người trương viễn sơn bên cạnh cũng đang dương cung bạc kiếm với mấy người của đối phương trận mắt nhìn chuẩn bị động thủ nhưng đúng vào lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên từ sau lưng song phương truyền đến. Dừng tay. Mấy người trương viễn sơn bên này nghe vậy ngẩn người, theo tiếng nhìn lại, thấy hai nữ tử áo xanh cầm bảo kiếm trong tay đi tới. Đợi hai nữ tử áo xanh kia đi đến chỗ gần, mấy người mới thấy rõ ống tay áo và trên ngực đối phương có theo ký hiệu hình đám mây. Lại là ba đám mây. Biểu tượng của lăng tiêu tông là đám mây. Một đám mây trắng biểu thị đệ tử ngoại môn, hai đám mây biểu thị đệ tử nội môn ba đám mây thì là đệ tử thân truyền mà trưởng lão tông môn và mấy người phong chủ thì là đám mây màu tím đám mây càng nhiều biểu thị thân phận của đối phương càng tôn quý hai nữ tử áo xanh trước mắt lại là đệ tử thân truyền còn tôn quý hơn cả đệ tử nội môn tu vi của các nàng có lẽ không cao bằng một số đệ tử nội môn nhưng thiên phú của các nàng tuyệt đối tốt hơn xa so với đệ tử nội môn về sau cũng tuyệt đối đi càng xa cho nên trong đám đệ tử của tông môn, thân phận của bọn họ tôn quý nhất. Cho dù đệ tử nội môn gặp phải, cũng là cung cung kính kính, kêu một tiếng sư huynh sư tỷ nghe theo đối phương phân phó, chớ nói chi mấy đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn như đám người Trương Viễn Sơn. Cho nên giờ phút này song phương thấy rõ thân phận người tới đều biến sắc, lập tức thu hồi vũ khí trong tay và kình phong quanh thân, vội vàng cúi đầu cung kính gọi. Sư tỷ Hai nữ tử áo xanh có tuổi tác chừng 18-19 tuổi, mặt mày tương tự, thân cao tương tự, thoạt nhìn như một đôi tỷ muội. Hai người cầm kiếm, đi đến chỗ gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, vừa nhìn về phía hai người Vân Nguyễn Nhu vẫn đang chiến đấu. Một tên nữ tử áo xanh trong đó, qua thông qua bảo kiếm ở trong tay, thân ảnh lóe lên, lướt tới, một kiếm đẩy ra kiếm mà Vân Nguyễn Nhu đang đâm ra, lại một kiếm đâm về phía nắm đấm lạc thanh chu đập ra. Lạc Thanh Chu đã sớm muốn dừng lại, nhưng đối phương hùng hổ dọa người, lúc này gặp có người tiến lên ngăn cản, lập tức thu hồi nắm đấm, lui ra ngoài. Mà Vân Nguyễn Nhu lại giống như người điên, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, kiếm trong tay vừa bị đẩy ra, không ngờ một kiếm đâm về phía nữ tử áo xanh. Những sư huynh sư tỷ của nàng đều là sắc mặt đại biến, kêu lên: "Nguyễn Nhu sư muội, dừng tay." Nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ không động bảo kiếm trong tay xóa đâm ra vậy mà ông một tiếng vừa hay đâm vào trên mũi kiếm của đối phương mũi kiếm của hai thanh bảo kiếm đâm vào cùng một chỗ chiêu số của vân Viễn nhu cuối cùng ngừng lại ánh mắt nàng đang đỏ hồng muốn tiếp tục công kích nữ tử hơi mập cuốn quýt chạy tới ôm lấy nàng gấp giọng nói uyển nhu sư muội nhanh dừng tay đây là sư tỷ trong tông môn lập tức tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói là đệ tử thân truyền của tông môn, nhanh thu kiếm. Lúc này, Vân Nguyễn Nhu mất lý trí mới chấn động thân thể, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn hốt hoảng như cũ, nắm chặt kiếm trong tay. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nhìn nàng nói. Ta chính là đệ tử thân truyền của kiếm phong, tô phong, vị kia là muội muội ta tên tô vũ. Các ngươi vừa tới tông môn, đã tụ tập ẩu đả, tùy ý giết chóc, có để môn quy của lăng tiêu tông ta ở trong mắt. Nếu để cho khách nhân của môn phái khác nhìn thấy, mặt mũi của lăng tiêu tông ta còn để ở nơi nào? Đệ tử thân truyền của Kiếm Phong Vừa nghe lời này, Vân Nguyễn Nhu Triệt để tỉnh táo lại, cuốn quyết thu hồi kiếm, giật mình mà nhìn nàng. Những sư huynh sư muội kia phía sau nàng nghe được hai chữ Kiếm Phong cũng đều lập tức kích động. Nữ tử hơi mập vội vàng lấy lòng nói. Cô sư tỷ Nguyễn Nhu sư muội nhà ta hôm nay theo sư phụ đi qua Kiếm Phong, còn gặp qua ngụy thu sư thúc của kiếm phong ngụy thu sư thúc đã đáp ứng sư phụ nói nguyện ý thu uyển nhu sư muội nhà ta làm đệ tử nội môn kiếm phong tô phong có chút nhíu nhíu mày thu bảo kiếm vào bao lạnh lùng thốt mặc kệ nàng có thân phận ra sao hôm nay ở chỗ này tầm kiếm ẩu đả đều phải chịu phạt nói xong nhìn về phía thiếu nữ tóc tai bù xù trước mặt lại nhìn thiếu niên bên cạnh một chút nói hai người các ngươi theo chúng ta đi kiếm phong một chuyến vô luận ai đúng ai sai, đều phải tiếp nhận trừng phạt. Tô Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, vội vàng nói. Đi thôi, đã bị tỉ muội chúng ta gặp được, tự nhiên muốn đưa các ngươi đến đó dạy bảo một phen. Yên tâm, niệm tình các ngươi mới tới tông môn, lại là vi phạm lần đầu, sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Vân Nguyễn Nhu nghe vậy, lập tức thu hồi kiếm, lấy ra nước sạch các loại vật phẩm từ trong túi trữ vật, cung kính nói. Hai vị sư tỷ, Nguyễn Nhu đi trước qua phía sau gốc cây bên kia đổi quần áo một chút, sửa tóc một chút, có thể chứ? Tô Phong nhìn nàng một cái, nói. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Vân Nguyễn Nhu vội vàng nói tạ, đi cùng với nữ tử hơi mập đến phía sau đại thụ cách đó không xa. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Bốn phía dốc núi, đen kịp một màu. Vân Nguyễn Nhu đứng ở phía sau đại thụ lập tức lấy ra quần áo từ trong túi trữ vật, trước đổi lại một bộ quần áo sạch, lại dùng nước sạch rửa mặt rửa tay. Nữ tử hơi mập tên Trương Trân, cầm lược, ở sau lưng nàng giúp nàng chải thẳng tóc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thấp giọng nói. Nguyễn Nhu, nếu là sư tỷ trong kiếm phong, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi đến lúc đó nói với các nàng một vài lời ngọt ngào, bị phạt khẳng định là tiểu tử kia. Chỉ sợ tiểu tử kia và những sư huynh sư muội của hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đột nhiên xuất hiện đệ tử thân truyền lại là đệ tử của kiếm phong, ha ha, vừa rồi uyển nhu sư muội ngươi chính là đệ tử nội môn dự định của kiếm phong lấy thiên phú của ngươi chờ một lúc đi lên nói không chừng còn có thể được phong chủ coi trọng đây vân uyển nhu lo lắng xoa lao cổ nhờ ánh trăng soi vào gương nói sư tỷ không cần cài trâm đổi trâm gỗ đi trang sức khác đều không cần trương trân kinh ngạc một chút lúc này mới tỉnh ngộ thấp giọng nói đúng ta vừa rồi nhìn kỹ trên đầu hai sư tỷ kia cũng đều chỉ có một cây một trăm chúng ta không thể quá rêu rao một lát sau vân nguyễn nhu đổi lại một kiện váy áo màu xanh trên đầu cắm một chiếc trâm gỗ thanh lệ nhu uyển đi ra đi vào trước mặt hai nữ tử áo xanh cúi đầu cung kính nói sư tỷ Nguyễn nhu biết sai cam nguyện theo hai vị sư tỷ trở về chịu phạt tô phong nhìn nàng một cái lại nhìn về phía thiếu niên bên cạnh nói ngươi thì sao Lạc Thanh Chu cung kính nói. Tại hạ cũng nguyện ý. Bất quá trong lòng hắn có chút kỳ quái, nếu quả như thật chỉ nói là răng dạy vài câu, ngay ở chỗ này thuyết giáo là được, làm gì còn muốn đi kiếm phong. Mà lại xảy ra loại chuyện này, không phải đi chấp pháp đường của tông môn sao. Hắn suy đoán có thể là hai nữ đệ tử này rảnh đến nhàm chán, muốn dựa vào thân phận đệ tử thân truyền của mình khoe khoang một phen trước mặt hai người. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều đi thôi. Tô Phong Tô Vũ hai tỷ muội nhìn nhau, một trái một phải, đứng ở hai bên Lạc Thanh Chu và Vân Nguyễn Nhu, tự hồ sợ bọn hắn nửa đường đào tẩu. Sở sư đệ. Trương Viễn Sơn thấy thế, trong lòng lo lắng suông cũng không dám ngăn cản. Mấy người đao tỷ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dù sao kiếm phong kia đã định Vân Nhu kia là đệ tử nội môn, có thể nói là địa bàn của nàng, người ta chắc chắn sẽ không khó xử nàng, Muốn làm khó cũng là làm khó vị sở sư đệ không có bất kỳ bối cảnh gì của bọn hắn bọn hắn quyết định chờ một lúc sẽ đi tìm sư phụ có lẽ sư phụ có thể đi kiếm phong bên vực được lạc thanh chu nhìn bọn hắn một chút một mặt bình tĩnh nói không sao đâu không cần đi tìm sư phụ hai vị sư tỷ đã nói sẽ không quá làm khó chúng ta ta đi một chút sẽ trở về tô phong nhìn hắn một cái lại nhìn về phía mấy người trương viễn sơn nói yên tâm đi chúng ta sẽ chỉ trò chuyện với hai người bọn hắn, không có phạt gì nặng. Đã làm sai chuyện, nên dũng cảm đối mặt. Các ngươi coi như đi tìm phụ ngươi của các ngươi cũng là vô dụng. Mấy người trương viễn sơn nhìn nàng, không dám lại nói tiếp. Hai tỷ muội lập tức mang theo hai người bước nhanh rời đi. Đợi bốn người rời đi, mặt mũi trương trân tràn đầy vẻ hả hê nhìn mấy người trương viễn sơn, nói. Ngoan ngoãn trở về chờ tin tức đi, dù sư phụ các ngươi có lợi hại như thế nào cũng không dám đi kiếm phong làm càng phong chủ kiếm phong lệnh hồ sư thúc thế nhưng là tiểu sư muội của tông chủ tử hà tiên tử có nghe nói gì hay không nam tử khác cũng không thể tùy tiện đi lên cho dù phong chủ khác cũng không dám tùy tiện bước vào sư phụ các ngươi tính là gì cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám đi tới sở tiểu tiểu lập tức cả giận nói ngươi đây tính toán là thứ gì cho ngươi mấy lá gan ngươi cũng không dám đi tiểu ở ngay trước mặt chúng ta ngươi ngươi cái gì mà ngươi sư muội nhà ngươi thua thẹn quá hóa giận lại còn muốn giết người các ngươi mất mặt hay không ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ các ngươi lại còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện dõng dạc võ giả tỉ thí nặng nhất tính nghĩa những người như ngươi căn bản không xứng làm võ giả ngươi ngậm miệng ta lại không ngậm miệng đấy Ngươi thì tính là cái gì Để cho ta ngậm miệng Hừ, nổi giận sao Siết nắm đấm chặt như vậy Con mắt trừng lớn như vậy Muốn đánh ta sao Đến đây, ta cho ngươi mượn trăm cái lá gan Ngươi cũng không dám đụng ta Đồ hèn nhát, sợ sệt Lớn lên béo mập chứ chẳng có tác dụng gì Trương Trân nghe thế tức giận đến sắc mặt xanh xám Toàn thân phát run, Muốn bắn nàng lại cảm thấy không phải là đối thủ, đành phải run rẩy chỉ nàng nói. Ngươi! ngươi mặt mũi sở tiểu tiểu tràn đầy đắc ý còn muốn mắng thêm đao tỷ kéo lại nàng nói tiểu tiểu được rồi đi thôi trở về mấy người lập tức dẫn nàng rời đi nam tử cầm đầu nhóm người kia nhịn không được ở sau lưng cười lạnh nói chờ ngày mai tỷ thí nhìn các ngươi còn phách lối như thế nào mấy người trương viễn sơn nghe vào trong tai không có để ý đến hắn bước nhanh rời đi mà lúc này trong một gian phòng rộng rãi ở trên chủ phong, người ngồi đầy một bàn đang cùng một chỗ đang ăn cơm, uống rượu, trò chuyện náo nhiệt. Trên bàn đều là đà chủ phân đà trên 50 tuổi của Lăng Tiêu Tông đến từ các nơi trên tháp Đại Viêm trở về, đều đang khoe khoang về đệ tử mình năm nay thu nhận. Kim Tùng đang tươi cười đầy mặt dương dương đắc ý nói đệ tử đắc ý nhất của mình. Tiểu đồ đệ kia ta thế nhưng là thiên tài trời sinh luyện kiếm, hôm nay ta mang nàng đi kiếm phong, ngụy sư tỷ vừa thấy đã vừa ý nàng, nói thẳng muốn thu nàng làm đệ tử nội môn khoe khoang trong chốc lát hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía tôn giang đang một mình yên lặng uống rượu bên cạnh cười nói sư huynh người quản lý là kinh đô nha lần này hẳn là cũng nhận được không ít đệ tử giỏi ngày mai tỷ thí có thể xếp hạng thứ mấy có đệ tử có cơ hội trở thành đệ tử nội môn hay không vừa nghe lời này những người khác cũng đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ ồn ào hỏi sắc mặt tôn giang cứng đờ nắm chặt chén rượu trong tay không nói gì cùng lúc đó lạc thanh chu và vân nguyễn nhu đang bị hai nữ tử áo xanh mang tới kiếm phong xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh ngắt ướt át cao vút trong mây phía trước là một vườn hoa trong hoa viên đang có từng đóa hoa tử yên nở rộ đỏ chói từng đợt hương hoa xông vào mũi lạc thanh chu ngửi ngửi những hương hoa này không khỏi nhớ tới nha đầu bách linh kia nếu có cơ hội mang nha đầu kia tới đây Đoán chừng nha đầu kia sẽ rất vui vẻ, dù sao nơi này có số hoa mà nàng hái không hết. Bất quá không biết thiền thiền có thích kiếm phong này hay không. Trong lòng hắn suy nghĩ miên man, rất mau đi tới một gian nhà gỗ nhỏ. Tô Phong Tô Vũ hai tỷ muội dừng bước. Tô Vũ đi qua đẩy cửa nhà gỗ, nhìn về phía Vân Nguyễn Nhu nói. Vân Sư muội, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Vân Nguyễn Nhu không có suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu cung kính nói vâng sư tỷ nói rồi cúi đầu khéo léo đi vào tô vũ đứng ở chỗ cửa ra vào nói nhớ kỹ đợi ở trong phòng không thể chạy loạn khắp nơi ở nơi này đều là cấm địa nếu không cẩn thận xâm nhập kiếm trận chúng ta cũng không cứu được ngươi vân nguyễn nhu vội vàng cúi đầu nói nguyễn nhu đã rõ tô vũ lại nhìn nàng một chút đóng cửa lại sau đó quay đầu nhìn về phía lạc thanh chu nói đi thôi chúng ta dẫn ngươi đi một địa phương khác bắt đầu dạy bảo lạc thanh chu nhìn hai tỷ muội một chút trong lòng lập tức sinh nghi chắp tay nói hai vị sư tỷ ta muốn theo vân sư tỷ đợi cùng một chỗ tiếp nhận dạy bảo có thể chứ vân nguyễn nhu ở trong phòng nghe xong lập tức hừ lạnh một tiếng nói thật có lỗi ta không muốn đợi cùng một chỗ với ngươi hai vị sư tỷ đã muốn để ngươi đi ngươi nên nghe theo mệnh lệnh của hai vị sư tỷ mà không phải chống lại Tô Phong lạnh lùng thốt. Sở sư đệ, đi thôi, không cần sợ hãi, chúng ta chỉ muốn nói với ngươi mấy câu, nhắc nhở ngươi một chút quy củ của tông môn, sẽ không có trừng phạt khác. Nói rồi hai tỷ muội lại cùng một chỗ nắm chặt chui kiếm, một trái một phải, đem hắn kẹp ở giữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Sở sư đệ, đi thôi. Tô Vũ trực tiếp dùng chui kiếm chống đỡ eo hắn. Lạc Thanh Chu thấy thế, trong lòng càng thêm kinh nghi, nhưng biết được lúc này đã không có cách nào phản kháng. Đây chính là địa bàn của người ta, hơn nữa thoạt nhìn hai tỷ muội này cũng rất khó dây vào. Hắn không nói gì nữa, đàng hoàng đi theo hai người rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn và vị vân sư tỷ kia đánh nhau, mà vị vân sư tỷ kia lại là đệ tử kiếm phong dự định, cho nên đôi tỷ muội này chuẩn bị đưa hắn đến một một chỗ yên tĩnh để xả giận cho vị vân sư tỷ kia. Hiển nhiên, không có khả năng. Đôi tỷ muội này thế nhưng là đệ tử thân truyền của Kiếm Phong, không cần thiết vì một sư muội còn chưa có nhập môn mà không nhìn môn quy, ẩu đã đệ tử đồng môn. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nhìn hai tỷ muội ở hai bên mình một chút, nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì đôi tỷ muội này coi trọng hắn, thấy tư thái hắn xuất chúng nên có ý, muốn đưa hắn đến một chỗ không người, sau đó. Đương nhiên, cũng không có khả năng Bộ dáng hiện tại của hắn đoán chừng không có nữ hài nào sẽ vừa thấy đã yêu, càng không có khả năng hai tỷ muội cùng một chỗ bá vương ngạnh thượng cung. Sở sư đệ, ngươi thật lợi hại. Đúng vào lúc này, tỷ tỷ tô phong bên trái đột nhiên nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Mà càng làm hắn cảm thấy hoảng hốt hơn chính là, muội muội tô vũ bên phải cũng cười theo, nói. Đúng vậy, sở sư đệ, ngươi thật lợi hại. Lạc thanh chu bắt đầu sợ hãi mà lúc này con đường phía trước cũng càng ngày càng gập ghềnh cảnh vật ở phía trước cũng bắt đầu càng ngày càng bắt đầu hoang vu ánh trăng thanh lãnh gió thu điều hiu trên mặt đất chất một tầng lá rụng đầy thật dày lạc thanh chu lặng lẽ nắm chặt nắm đấm tinh thần tập trung cao độ ra vẻ trấn định hỏi hai vị sư tỷ nói lời này là có ý gì hai tỷ muội mỉm cười cũng không trả lời đúng vào lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sáo tiếng sáo vang lên rất cô độc phá lệ thê lương phía trước lại là một chỗ vách núi phía trên cự thạch có một thân ảnh người mặc áo xanh đang đứng ở nơi đó đang như khóc như tố mà thổi gió nhẹ thổi qua sườn núi tay áo bồng bềnh tiếng sáo dần yếu ớt minh tiếng sáo dừng lại gió lớn cũng ngừng ánh trăng như nước sương mù như nước mông lung tiêu diệu như thật như ảo nữ tử áo xanh cầm sáo chậm rãi xoay người lại Tỷ muội Tô Phong lúc này mới tiến lên, cung kính gọi. "Sư phụ, đã mang Sở sư đệ đến." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng giật mình. "Sư phụ." Phong chủ Kiếm Phong lệnh Hồ Thanh Trúc. "Nàng tìm hắn làm cái gì?" Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa mắt nhìn về phía hắn, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, khẽ gật đầu. Tỷ muội Tô Phong lập tức không người lui ra. Lúc đi qua từ bên cạnh hắn, Tô Phong thấp giọng dặn dò sở sư đệ nghe lời sư phụ nói không thể trái nghịch hai tỷ muội rất nhanh rời đi vách đá hai người bốn mắt nhìn nhau yên tĩnh im ắng lạc thanh chu gặp nàng không có mở miệng đành phải cung kính hỏi lệnh hồ sư thúc ngài gọi đệ tử đến đây có gì phân phó lệnh hồ thanh trúc lại nhìn hắn một hồi giọng nói lạnh như băng vang ra ngươi hiểu trận pháp sao lạc thanh chu nghe vậy giật mình cúi đầu đáp đệ tử không hiểu. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn nói. Hôm nay ở bên ngoài khóa yêu phong, ngươi thế nào tiến vào trận pháp thượng cổ kia? Rồi làm sao lại đi ra? Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt hiểu, thì ra là bởi vì việc này. Xem ra buổi chiều chuyện rơi vào trận pháp đã bị người thấy được. Hắn hơi chút trầm ngâm, nói. Đệ tử cũng không biết thế nào đi vào và làm sao đi ra, tựa như đi đường thôi, cũng không phải cảm thấy bất cứ dị thường nào trong mắt lệnh hồ thanh trúc lộ ra một tia kinh ngạc nói ngươi tiến vào bên trong nhưng nhìn thấy cái gì rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha